chương 81 Thiên hạ ai không biết đạo tổ? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vừa thành tiên thần, tử tôn cầu ta xuất sơn chương 81 Thiên hạ ai không biết đạo tổ tác giả? Mặt ta cười phân loại Cái khác thời gian đổi mới 20-22 11.2411 04-45 càng vũ 18 năm Trần Triều, Bắc Chu đầu hàng, đại cảnh Giang Sơn mở rộng, tấn triều chi địa cũng bị một lần nữa thu phục. Trong vòng mấy tháng, các nơi không ngừng có người đầu rơi xuống, hoàng đế bắt đầu thu về tính sổ. Khi chúc từng có đầu hàng chi ý thần tử đều bị chém đầu hoặc là xung quân biên cương, từ ba tỉnh thừa tướng, cho tới phổ thông huyện nha, không một may mắn thoát khỏi. Tàn khốc như vậy, vẫn không có người dám tạo phản. Vì mở rộng binh lực, chiêu mộ văn viên, khương tử ngọc chiêu cáo thiên hạ, để đám thương nhân quyên tiền, cống hiến cái lớn có thể thăng quan tiến tước, nguyên bản khang hiếm quốc khố trong khoảng thời gian ngắn giàu có, không chỉ là đại cảnh thương nhân, cái khác vương triều thương nhân thế gia cũng đến đây quy hàng. Vô luận đại cảnh trong ngoài, tất cả mọi người biết một tôn trước giờ chưa từng có vương triều sắp cuộc khởi, chung quanh vương triều tất nhiên bị gầm thâu. Khương tử Ngọc hấp thụ trước đó giáo huấn, không có vội vã chinh chiến, mà là vững chắc đã có giang sơn. Thiên cương, Nam Nguyên, Ngụy chủ động đầu hàng, hoàng thất biến thành vương tộc, bọn hắn không ném, sớm muộn sẽ bị đồ sát. Nương tựa theo đại cảnh đạo tổ uy danh, đại cảnh nên đón cao tốc khuếch trương thổ giai đoạn. Ban đêm, Khương Trường Sinh ngồi trên tàn cây, nhìn ra xa đèn đuốc sáng trưng kinh thành, nửa năm trôi qua, kinh thành trở nên cực độ phồn hoa, trắng đêm không tắt đèn, rất có bất dạ thành cảm giác. Một giây ghi nhớ nhìn sách đi HTTP, M, su 8 nét hắn rất có chủng đi vào kiếp trước cổ đại thịnh đường cảm giác luận quốc lực cương thổ đại cảnh đã viễn siêu thịnh đường chỉ là trong này chính là võ đạo thế giới thế giới chi xa hơn siêu địa cầu võ đạo chi mạnh càng là khó mà đánh giá đây đều là công lao của ta a à. khương trường sinh trong lòng cảm khái có chút tự đắc dù không tại triều đình phía trên lại có đối giang sơn xã tắc cự đại công lao loại cảm giác này vẫn là rất mỹ diệu tiếp xuống trong vòng 20 năm, đại cảnh không có đại nạn đi. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, tổng không đến mức tiếp xuống ra 20 hướng vây công đại cảnh đi, quá bất thường, chỉ cần đại cảnh không quá cùng vọng, không đến mức như vậy. Nhìn một lúc lâu, Khương Trường Sinh xoay người mà xuống, dưới tàn cây đã tọa tu luyện. Hô ao ao, một chỗ cự đại dưới thác nước, hồ nước nổi lên hơi nước, để vùng này giống như tiên cảnh, một thân ảnh ngồi tĩnh tọa ở trên đá ngầm, thừa nhận dòng nước xung kích, quanh người hắn còn cuốn đạm đạm huyết khí. Đây là một tên thiếu niên, nhìn kỹ lại, hắn khuôn mặt dĩ nhiên cùng Khương Tú giống như đúc, giữa mi tâm bớt hiện lên huyết hồng sắc, lộ ra rất có lệ khí. Bên ngoài mấy dặm, Tứ Hải Hiền Thánh nằm ở bên hồ trên tảng đá lớn phơi nắng, một thân ảnh chân đạp diều hâu mà đến, rơi vào Tứ Hải Hiền Thánh bên cạnh, người này người mặc rộng lượng vũ bào, bên hông cục một cái roi sắt, hắn mở miệng cười nói. Tứ Hải, ngươi làm sao một mực canh ngươi bảo bối đồ nhi sợ chúng ta cướp đi sao tứ hải hiền thánh mở ra một con mắt nhìn về phía hắn tức giận nói hằng phong sư huynh ngươi đến làm gì hằng phong sư huynh cười nói động thiên bên ngoài phát sinh đại sự ngươi vừa vặn từ đại cảnh trở về cho nên ta tới tìm ngươi hỏi tứ hải hiền thánh ngồi xuống một cái tay bắt đầu móc lỗ tai không nhịn được hỏi chuyện gì thông vũ cốc tụ tinh lâu mang theo chính phương vương triều vây công đại cảnh, thông vũ cốc thậm chí mời được một vị kim thân cảnh lão quái, nhưng mà bọn hắn bại, bị bại đè xuống hồ đồ, kia kim thân cảnh lão quái càng là chết ở trên chiến trường, chết không toàn thay, chỉ vì một người, đại cảnh trường sinh tiên sư, bây giờ bị đại cảnh hoàng đế xưng là đạo tổ. Hàng phong sư huynh cười ha hả nói, nghe được nửa câu đầu, tứ hải hiền thánh sắc mặt đại biến, bất quá càng về sau, hắn sắc mặt càng thêm quỷ dị kia yêu đạo vẫn là đáng sợ như vậy. Liền kim thân cảnh đều có thể giết. Tạ cái ngoan ngoãn. Hằng Phong sư huynh cảm khái nói. Kim thân cảnh nhục thân cường đại dường nào, dù có chết, làn da không khô, kim cốt không thay đổi, nhưng như vậy cường đại kim thân nghe nói bị đại cảnh đạo tổ đánh trách ra, còn thiếu một nửa thân thể. Hiện tại hiển thánh trong đồng thiên rất nhiều đệ tử cũng đang thảo luận, thậm chí liền đời trước các tiền bối cũng tại hiếu kỳ quả nhiên là nhất chiến thành danh đại cảnh chính là phiến đại lục này phía nam góc nhỏ tuy có long mạch nhưng khoảng cách hiển thánh động thiên cùng đại lục trung tâm cực xa thanh danh dĩ nhiên có thể truyền đến trong này đến khó lường a à. tứ hải hiền thánh tức giận nói lời thừa ngươi nếu có thể giết kim thân cảnh lão quái ngươi cũng không phải danh chấn thiên hạ hà. hằng phong sư huynh cảm khái nói ta ngược lại là nghĩ kim thân cảnh nào có dễ dàng như vậy đạt tới nói đi thì nói lại, ngươi gặp qua đại cảnh đạo tổ sao? Tự nhiên gặp rồi, ta còn tới giao thủ qua. Tứ hải hiền thánh bóp lấy râu ria, ngạo nghễ nói. Hàng phong sư huynh quan sát tỉ mỉ hắn, nghi ngờ nói. Ngươi công lực nhỏ yếu như vậy, ngươi có thể nào tại dưới tay hắn sống sót? Tứ hải hiền thánh khinh thường nói. Này ngươi liền không hiểu được, đây chính là nhân cách mị lực, ta dụ võ công không được, nhưng ta phong thái lệnh đại cảnh đạo tổ tinh phục, hắn thậm chí còn mời ta uống rượu. Thật chứ? Thật. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, đạo tổ đến tột cùng là như thế nào người? Có rượu không? Liền biết ngươi, đi theo ta đi. Hi hi. Tân Xuân qua đi, kinh thành ngày càng phồn hoa, thậm chí xuất hiện dị vực thương đội, võ giả số lượng cũng càng ngày càng nhiều, hoàng đế hạ đạt một cái trọng đại quyết sách, xây dựng thêm kinh thành bách tính ngược lại là không có ý kiến, so với cảnh vũ tổ tu kênh đào, xây dựng thêm kinh thành đáng là gì. Một ngày này, Khương Trường Sinh đang luyện công, trước mắt hiện ra một nhóm nhắc nhở. Càng vũ 18 năm, bị người tiêu ký Lý Quá Xuân đầu thai thành công, Giáng sinh tại Bắc Chu Chi Địa, Lý Quá Xuân chính là Lý Công Công. Khương Trường Sinh đối bên người tất cả quen thuộc người đều lưu lại luân hồi ấn ký, không nhất định nhất định phải vớt bọn hắn, chí ít cũng có thể nhiều một chút niềm vui thú, phẩm vị luân hồi. Mạnh thu sương chết sau năm thứ hai tự đầu thai, Lý Công Công lại đợi mấy năm, hoàng hậu nương nương càng là đến nay không có đầu thai, luân hồi sự tình quả nhiên là khó bắt sờ. Khương Trường Sinh hơi hơi xuất thần, sau đó tiếp tục luyện công. Cùng lúc đó, kinh thành một chỗ trong đình viện, Ngọc Nhiên giật cùng một người ngồi đối diện, đối phương đồng dạng là một nữ tử, tướng mạo nhìn so với nàng lớn, hơn ba mươi tuổi bộ dáng một thân áo tím phong vận mười phần ngọc nhiên giật cười khổ nói nghe ngươi nói như vậy hắn xem như nhất chiến thành danh nữ tử áo tím thở dài nói không nói hắn giết hơn bốn trăm vạn phàm binh riêng là đánh giết kim thân cảnh lão quái là đủ danh chấn thiên hạ tự liền trên tam phương triêu tông đều tại thăm dò hắn tình báo ngọc nhiên giật trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ may mắn may mắn lúc trước gặp mặt Khương Trường Sinh, nàng không có thất lễ, nếu không phù nguyệt thế gia chẳng phải là muốn đi vào thông vũ cốc, tụ tinh lâu theo gót. Thần đao trời đã bắt đầu tiểu sát tụ tinh lâu đệ tử, hai phe triêu tông liền nhau, thần đao thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, coi như không có thần đao thiên, tụ tinh lâu không có 200 năm, rất khó khôi phục nguyên khí. Nữ tử áo tím hí hư nói. Ngọc nhiên giật hỏi. Thần Đao Thiên Hội để mắt tới 13 châu sao?" Nữ tử áo tím lắc đầu bật cười. "Làm sao có thể, bọn hắn đoán chừng phải để cho Thủ hạ Vương Triều cống lên cho Đại Cảnh để cầu hòa bình, đạo tổ bất tử, không người nào dám động Đại Cảnh, huống hồ, không có người biết được đạo tổ bao nhiêu tuổi." Ngọc Nhiên giật hồi tưởng đến Khương Trường Sinh bộ dáng, nàng cũng vô pháp phán đoán, nhưng nàng có loại ảo giác, Khương Trường Sinh tuổi tác không lớn cùng những lão bất tử kia tồn tại so sánh, khí chất hoàn toàn bất đồng. Gia chủ để ta cho ngươi biết, nghĩ biện pháp giao hảo Long Khởi Quan, Long Khởi Quan có trở thành triêu tông khả năng, vật này coi như lễ gặp mặt. Nữ tử áo tím từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ, Ngọc nghiêng giật tiếp nhận, mở ra xem, lập tức sửng sốt, sắc mặt của nàng trở nên phức tạp. Ba tháng Đại cảnh võ khoa nâng lần nữa triển khai, mà lần này không giống với những năm qua, báo danh võ giả rất nhiều, bao hàm Trần Triều, Bắc Chu, Nam Nguyên Chi Địa Võ Giả, dẫn đến bên ngoài Kinh Thành cũng lâm thời đứng lên rất nhiều khách sạn, cung cấp võ giả ở tạm. Long Khởi Quan bên trong Vạn Lý Chính tại hướng Khương Trường sinh báo cáo Long Khởi Quan gần nhất tình trạng, theo Long Khởi Quan được lập làm thánh địa, đại lượng quyền quý nghĩ đưa các đệ tử vào núi. Khương Trường sinh nói, Long Khởi Quan cứ như vậy lớn, không cần thu quá nhiều đệ tử, cầu tin không cầu nhiều, cũng không cần lo lắng đắc tội quyền quý, bây giờ Long Khởi Quan chính là trong kinh thành lớn nhất quyền quý. Vạn Lý gật đầu, cảm thấy có lý, hắn nghĩ nghĩ, nói. Vậy ta khống chế tại một ngàn người số, về sau các đệ tử cũng không cần hành tẩu giang hồ thu lưu cô nhi. Khương Trường Sinh gật đầu đồng ý. Vạn Lý lại hỏi thăm một ít chi tiết, mới rời đi. Khương Trường Sinh thở dài một hơi, hắn hơi nhớ đại sư tỷ, mạnh thu sương như tại, cái kia cần mọi chuyện hỏi hắn. Bạch Kỳ hỏi. Đệ tử đông đảo, còn không tốt sao? Quá ôn. Khương Trường Sinh hồi đáp, lúc này, Hoang Xuyên nhập viện, công bố trước đó tới bái phỏng triêu tông đệ tử Ngọc Nhiên giật đến đây bái phỏng, còn mang theo hậu lễ. Hắn lúc này đồng ý. Cũng không lâu lắm, Ngọc Nhiên giật nhập viện, nàng đi vào Khương Trường Sinh trước mặt, cùng kính xoay người hành lễ, nàng trực tiếp móc ra một cái hộp gỗ, đặt lên bàn, nói. Tiền bối, đây là gia chủ tặng cho, chính là ba ngàn năm viêm tham, thích hợp tu hành chí cương chí dương võ học võ giả, tăng trưởng trăm năm công lực, tuyệt không tại lời nói hạ. Bạch kỳ trận to mắt sói, kém chút chảy nước miếng. Khương Trường Sinh có thể cảm nhận được viêm tham bên trong ẩn chứa nồng đậm nóng bỏng linh khí, xác thực không phải phàm phẩm, hắn vẫn là lần đầu gặp được như vậy trân bảo. Hắn mở miệng hỏi: "Đa tạ gia chủ của các ngươi, bất quá gia chủ của các ngươi không phải tặng không a?" À? Ngọc Nghiên giật cười nói: "Tặng lễ, làm sao có thể nói là tặng không, coi như phù nguyệt thế gia cùng đạo tổ giao hảo." Trong nội tâm nàng rất không bỏ, như vậy chí bảo, nàng cũng trông mà thèm, bảo vật như vậy cho dù là Triêu Tông cũng sẽ tranh đoạt, nàng phụ thân đưa ra bảo vật này lúc, nàng cực kỳ giật mình. Khương Trường Sinh đem hộp nhận lấy, cười nói: nếu chỉ là giao hảo, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền sợ phù nguyệt thế gia nhất định phải tiếp quản đại cảnh. Nghe vậy, Ngọc Nhiên giật xấu hổ cười nói. Nào dám a, à, hôm nay thiên hạ ai không biết đạo tổ chi danh, long mạch do tiền bối trưởng khống, phù nguyệt thế gia tâm phục khẩu phục. Khương Trường Sinh hài lòng gật đầu, này còn tạm được. Hai người lưu một hồi, Ngọc Nhiên giật không dám đánh nhiễu, cấp tốc trời đi. Khương Trường Sinh vuốt vuốt viêm tham, suy tư. Bạch Kỳ ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm viêm tham, nói. Đạo trưởng, như vậy chỉ bảo nếu để cho thần tâm cảnh cao thủ, chỉ cần chân khí phù hợp, thành tựu thần nhân tuyệt không phải chuyện khó. Khương Trường Sinh lật tay đem thu nhập cự linh trong nhẫn, Bạch Kỳ còn tưởng rằng hắn là giấu vào trong tay áo, chỉ có thể lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Viêm tham cho chính Khương Trường Sinh phục dụng, ý nghĩa không lớn, bản thân hắn cũng nhanh đột phá, chẳng bằng để Long khởi quan tăng thêm một tên thần nhân nếu là thánh địa, không thể chỉ dựa vào hắn giữ thể diện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Kim thân cảnh phía trên nhưng có cảnh giới. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vừa thành tiên thần, tử tôn cầu ta xuất sơn chương 82. Kim thân cảnh phía trên nhưng có cảnh giới. Tác giả Mặt ta cười phân loại cái khác thời gian đổi mới 2022 11.24 ngày 11 tháng 6 năm 05 thoáng chớp mắt nửa năm trôi qua tháng 10 khoảng cách kia một tràng kinh thế đại quyết chiến đã qua một năm đại cảnh còn tại cũng cố mình cương thổ cùng triều chính khương tú đã có mấy tháng không đến long khởi quan vội vàng ban hoàng để xử lý chính vụ bây giờ đại cảnh cương thổ gấp bội cần thiết văn võ nhân thủ viễn siêu lúc trước Khương Tử Ngọc mỗi ngày bận đến đã khuya, Hoa Kiếm Tâm mỗi tháng đều vì hắn hướng Khương Trường Sinh cầu đan, sợ hắn chịu ra bệnh tới. Một ngày này, Khương Trường Sinh đem 3.000 năm viêm tham luyện chế thành đan dược, dược hiệu càng mạnh, cũng có thể để đệ tử càng tốt hấp thu. Hắn gọi tới Hoang Xuyên, đem đan này ban cho Hoang Xuyên. Trừ hắn ra, Long Khởi quan đệ tử khác đều rất yếu, không đủ tư cách sử dụng, Lăng Tiêu tuy có kỳ ngộ, nhưng cũng chỉ là kiếm pháp công lực miễn cưỡng bước vào thần tâm, còn lâu mới có thể cùng Hoang Xuyên so. Hoang Xuyên biết được đan này công hiệu sau, kích động hư mất, lập tức dập đầu bái tạ Khương Trường Sinh. Bạch Kỳ ghen ghét cực kỳ, ánh mắt kia như đau, để Hoang Xuyên rất không được tự nhiên. Sau đó, Hoang Xuyên không dám chờ lâu, cấp tốc chạy đi. Tin tưởng không cần mấy tháng, Long Khởi quan sẽ sinh ra vị thứ nhất thần nhân, về phần bình an, không tính, kia là hoàng quyền tạo nên, bây giờ bình an chính là đại cảnh thứ nhất mảnh tướng, không tính long khởi quan đệ tử. Ghi nhớ địa chỉ Internet HTTP, M, Can Su 8. Nét hương trường sinh vương người một cái, điều ra hương hỏa giá trị kiểm tra. Trước mắt hương hỏa giá trị. 490.743, 49 vạn. Rất khủng bố số liệu, nói cách khác thiên hạ hôm nay có 49 vạn người vì hắn thắp hương tại cái này không có văn minh khoa học kỹ thuật thế giới, tin tức truyền lại mờ đục, có thể thu lấy được nhiều như vậy người tín ngưỡng, đủ để thấy Khương Trường Sinh bây giờ tại đại cảnh địa vị. Đây coi như là đại hiền lương sư. Không, hắn sao có thể cùng ta so? Khương Trường Sinh đắc ý nghĩ đến, thờ phụng hắn cũng không chỉ là bình dân bách tính, kinh thành bao nhiêu quyền quý trong nhà đứng thẳng hắn tượng thần. Mấy trăm năm sau, hắn có thể hay không trở thành thần thoại nhân vật. Khương Trường Sinh chỉ là ngẫm lại, còn có chút chờ mong. Hương hỏa giá trị mang cho hắn không chỉ là cảm giác thành tựu, càng là cảm giác an toàn. Như vậy nhiều hương hỏa giá trị dùng để độ kiếp, nên ổn a. À. Khương Trường Sinh cũng không muốn không chết ở trong tay địch nhân, chết tại thiên kiếp phía dưới. Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, gần đây hoàng đế đưa tới không ít dược liệu, trong đó bao hàm cái khác vương triều cống lên tới, để hắn luyện chế ra rất nhiều đan dược, giảm bớt không ít thời gian tu luyện. Khoảng cách đột phá đã rất gần. Khương Trường Sinh trong lòng tràn ngập chờ mong, quyết định dốc lòng tu luyện, không hỏi thế sự. Sống biển vỗ án, bãi cát cùng rừng cây giao tế chỗ có một gian khách sạn, nằm tắm cái bàn, có hai bàn là ngư hộ tại nghỉ ngơi, còn có một bàn ngồi hai tên võ lâm nhân sĩ, chính tại uống rượu. Chính là Mạnh Thu Hà cùng Đại Thừa Long lâu lâu chủ tiêu điệu thiên nhi tử, tiêu không khổ. Mạnh Thu Hà để chén rượu xuống, hỏi: "Nghĩ được chưa?" Tiêu Không Khổ vùi đầu uống rượu, uống liền ba chén, mới nói: "Không cần lại nghĩ, ta không có lựa chọn." Mạnh Thu Hà trầm mặt. Tiêu Không Khổ vẫy gọi, để tiểu nhị lại đến ba hũ rượu. Mạnh Thu Hà cảm khái nói: "Thế nhân đều coi là đạo tổ chính là lão bất tử tồn tại, thật tình không biết hắn vẫn chưa tới 70 tuổi, lấy cảnh giới của hắn còn có thể lại trấn áp đại cảnh trên trăm năm lưu lại xác thực không có ý nghĩa nghe nói đương kim hoàng đế chính tại xây dựng thêm bạch y vệ có lẽ muốn nhằm vào đại thừa long lâu ngươi xác thực nên rời đi nhưng vì sao muốn tiến về hải ngoại đại cảnh hướng xuống hải dương chính là cấm khu bách tính chỉ dám tại duyên hải vớt không dám tiến vào quá sâu không chỉ là đại cảnh lịch đại vương triều cũng không dám tiến vào thâm hải tiêu không khổ chăm chọc nói không đi hải ngoại đi chỗ nào Thiên hạ hôm nay nhưng có ta dung thân chỗ. Bây giờ Đại Thừa Long lâu đã là chuột chạy qua đường, kia chút cùng chúng ta giao hảo Triêu Tông trắng trợn truy sát ta phái đi lấy lòng đệ tử, bọn hắn sợ cùng chúng ta dính vào quan hệ, bị kia yêu đạo mang thù. Hắn Tiếu Dung càng thêm đắng chát, đã từng tràn đầy tự tin, tiêu sái đã không còn tồn tại. Khi biết được Khương Trường Sinh đánh chết Kim thân cảnh, là hắn biết Đại Thừa Long lâu không có khả năng lại phục sinh, sẽ chỉ trở thành bụi bặm lịch sử nếu như Khương Trường Sinh chỉ là kim thân cảnh, hắn còn có một tia hy vọng, dù sao Đại Thừa Long lâu trong lịch sử xuất hiện qua kim thân cảnh, chỉ là đã cách nhau 500 năm. Nhẹ nhõm tru sát kim thân cảnh, kia được nhiều mạnh. Mấu chốt nhất hắn từ mạnh thu hà miệng trong biết được yêu đạo chân thực tuổi tác, hắn mặc dù không thể lý giải kia yêu đạo tu luyện như thế nào, nhưng hắn hiểu rõ một chút, hắn kiếp này báo thù vô vọng, trước tránh né giết cướp lại nói, nếu là hậu đại xuất hiện kinh diễm tuyệt luân thiên tài bàn lại phục triêu tông mạnh thu hà hỏi vậy liền đi thôi có lẽ hải ngoại thật có càng rộng lớn thiên địa tiêu không khổ gật đầu sau đó tiếp tục uống rượu giải sau sau nửa canh giờ tiêu không khổ đứng dậy rút ra bên hông kiếm đem trong khách sạn mọi người sát hại cướp bóc thuyền đánh cá sau đó đem trong khách sạn tất cả ăn uống chuyển đến thuyền bên trên hắn còn cố ý đem năm chiếc thuyền đánh cá buộc chung một chỗ, có thể gánh chịu càng nhiều lương thực, rượu. Mạnh Thu Hà yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Làm xong đây hết thảy, tiêu không khổ đứng tại thuyền đánh cá bên trên, dùng chân khí thôi động thuyền đánh cá cách bờ. Hắn hướng Mạnh Thu Hà hô. Mạnh lão đầu, kiếp này sợ là vĩnh biệt, nếu có đời sau, người ta làm huynh đệ, mà không bạn vong niên. Hắn lại khôi phục ngày xưa thoải mái dáng vẻ, thấy Mạnh Thu Hà buồn cười, hướng hắn phất tay, ra hiệu hắn đi mau. Một mực đưa mắt nhìn tiêu không khổ tan biến tại mặt biển cuối sương mù bên trong, Mạnh Thu Hà mới đứng dậy. Mạnh Thu Hà nhìn qua khách sạn hậu phương liên miên núi xanh, đột nhiên mê mang. Trời đất bao la, hắn nên đi hướng nơi nào? Hắn nghĩ tới mùi mùi của mình Mạnh Thu Sương, ánh mắt ảm đạm, kia là hắn trên đời thân nhân duy nhất, lại bị hắn vứt bỏ, hắn đột nhiên cảm thấy mình cả đời này rất thất bại cho dù thu được cái thế võ công thì có ích lợi gì, kết quả là còn không phải một thân một mình. Khương Trường Sinh còn không biết mình dọa đến đám địch nhân nhào nhào thoát đi đại cảnh, coi như biết được, hắn cũng không để ý. Chỉ có không ngừng mạnh lên, tài năng giữ vững địa bàn của mình, Đại Thừa Long lâu, Thông Vũ cốc, tụ tinh lâu sai lầm lớn nhất chính là không đủ mạnh, không bằng hắn mạnh. Khương Trường Sinh phải gìn giữ mình thần bí, tuyệt đối không thể đem tự thân cảnh giới bảo hắn biết người về sau hắn tự lấy kim thân cảnh tự cho mình là, nếu có không có mắt người đến tìm phiền toái, vừa vặn khi sinh tồn ban thưởng. Một ngày này, Khương Trường sinh triệu tập thanh khổ, hoang xuyên, lăng tiêu, vạn lý chờ đệ tử cũ, đem sân ngồi đầy, hắn làm đệ tử nhóm giảng thuật võ đạo chi cảnh. Nhất lưu phía trên, chính là chân nguyên, ngừng kết chân khí chính là chân nguyên. Chân nguyên phía trên, chính là linh thức, chân khí ngoại phóng, giác quan đề thăng, tức là linh thức. Linh thức phía trên, chính là thông thiên, vận dụng chân khí tự nhiên, này cảnh có thể không ngừng tích lũy công lực, chính là võ đạo quá độ cảnh giới. Thông thiên phía trên, chính là thần tâm, thần tâm chính là võ lâm tông sư, này cảnh giới, ngộ tâm thông thần, đã có thể mở mình võ đạo. Thần tâm phía trên, chính là thần nhân, thần nhân có thể thoát ly đại địa trói buộc, lăng không dậm chân, thuấn thân xê dịch, không đáng kể, công lực sẽ nên đón thuế biến, đây là võ đạo lần thứ nhất đại thuế biến. Các đệ tử nghiêm túc nghe, Long Khởi quan tuy có khương trường sinh võ học, nhưng các đệ tử phổ biến mới chân nguyên cảnh, chỉ có một phần ba đạt tới linh thức cảnh, đặt ở mấy chục năm trước, thanh hư đạo trưởng đoán chừng không dám nghĩ, nhưng ở trong mắt khương trường sinh, vẫn là quá yếu. Thần nhân phía trên, chính là kim thân, thể phách thành kim, da thịt như cương, không thể phá vỡ, kim thân cảnh đang điền viễn siêu thần nhân, có thể ép co lại chân khí, như liệt diễm cháy hừng hực, một chiêu một thức đều có phá vỡ núi phá thành uy năng. Kim thân cảnh Các đệ tử trong mắt lộ ra vẻ cùng nhiệt, bây giờ tại đại cảnh bên trong, kim thân cảnh không còn là bí mật, nhắc tới kim thân cảnh, liền sẽ nghĩ đến đạo tổ. Hoang xuyên nhìn không được hỏi. Kim thân cảnh phía trên nhưng có cảnh giới. Lăng tiêu cũng chăm chú nhìn Khương Trường Sinh, bọn hắn cũng tại trận kia quyết chiến bên trong, chiến thắng về sau còn thu được chức quan, hưởng thụ triều đình bổng lộc, bọn hắn cảm thấy Khương Trường Sinh tất nhiên siêu việt kim thân cảnh. Khương Trường Sinh mặc lộ vẻ tiếc nuối, nói. Ta cũng muốn biết kim thân cảnh phía trên ra sao cảnh giới, đáng tiếc, ta một mực đợi tại đại cảnh, há có thể biết được chuyện thiên hạ, nhìn hậu bối đệ tử có thế có người siêu việt kim thân cảnh, đặt chân vậy ta hiện tại không biết cảnh giới cao hơn. Lời nói này nói đến các đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Hoang xuyên, lăng tiêu càng là coi đây là mục tiêu, cố gắng cả đời đuổi theo lại qua thời gian một nén nhang các đệ tử tán đi khương trường sinh thở dài một hơi dùng một lần giảng nhiều lời như vậy còn hơi mệt bạch kỳ nhìn không được nói đạo trưởng ngài thật không biết kim thân cảnh phía trên cảnh giới vong trần cầm lấy cái chổi cười nói ngươi này yêu lan đạo trưởng nói không biết chính là không biết lại hỏi cẩn thận đem ngươi ném vào trong dược đỉnh nghe vậy Bạch Kỳ nhìn không được nhìn về phía Khương Trường Sinh, thấy Khương Trường Sinh lộ ra không có hảo ý chi sắc, lập tức dọa đến toàn thân lắc một cái, không còn dám hỏi. Khương Trường Sinh tự hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Vong Trần, để vạn lý, Minh Nguyệt nhiều mang mang thanh nhi, hướng xuống một nhiệm kỳ đại đệ tử phương hướng giáo, đương nhiên, điểm này không thể nói cho nàng. Vong Trần gật đầu, nhưng vẫn là có chút hoang mang, hỏi. Đạo trưởng, nàng còn kia a tuổi nhỏ, ngài vì sao cảm thấy nàng có thể trở thành đời tiếp theo đại đệ tử. Long khởi quan đã xưa đâu bằng nay, đệ tử gần ngàn, dính đến hương hỏa mua bán cũng rất nhiều, đại đệ tử còn được cùng kinh thành quyền quý kết giao, rất khảo nghiệm đối nhân xử thế, đồng thời cũng phải có nhất định thực lực phục chúng. Ta cảm thấy nàng rất giống mạnh thu sương. Khương Trường Sinh cười ha hả nói, vong trần ngẩn người, sau đó lắc đầu bật cười. Hắn dẫn theo cái chổi rời đi, Hắn dù cảm thấy lý do này nói nhảm, nhưng Khương Trường Sinh cũng không phải là phàm nhân, có lẽ nàng này thật có thiên phú hơn người. Khương Trường Sinh tiếp tục dưới tàn cây luyện công. Mấy ngày sau, Hoa Kiếm Tâm nắm một tên nam đồng đi vào trong đình viện, tên nam tử này đồng chỉ có hai ba tuổi, nhưng hắn bộ pháp rất ổn, không giống cùng tuổi hài tử. Bạch Kỳ, ngươi đi ra ngoài một chút. Hoa Kiếm Tâm phân phó nói, Bạch Kỳ mở mắt, dùng nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thành thật thật ly khai. Sân chỉ còn lại ba người bọn họ. Hoa kiếm tâm buông ra Nam Đồng, để chính hắn chơi, Nam Đồng cũng không câu thúc, chạy đến dược đỉnh trước, một mặt hiếu kỳ biểu tình. Khương Trường Sinh mở mắt, ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hoa kiếm tâm cười nói. Nhìn thấy không? Khương Trường Sinh híp mắt nói. Hắn bớt có chút không đúng. Hoa kiếm tâm gật đầu, thấp giọng nói không sai, này tiểu tử vẫn chưa tới ba tuổi, thể nội dĩ nhiên tự động ngưng tụ chân khí, ta quan sát qua, chân khí tại hắn bớt dân lên động. Nàng rất hưng phấn, cảm thấy kẻ này là được Khương Trường sinh huyết mạch truyền thừa. Hoàng tử khác, bao quát Khương Tử Ngọc tại bên trong, mi tâm bớt phản phất bài trí một dạng, duy chỉ có kẻ này khác biệt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 thiên hạ thay đổi, trong nháy mắt bắn giết thần nhân. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vừa thành tiên thần, tử tôn cầu ta xuất sơn chương 83. Thiên hạ thay đổi, trong nháy mắt bắn giết thần nhân tác giả. Mặt ta cười phân loại. Cái khác thời gian đổi mới. 20-22 11.24 ngày 11 tháng 6 năm 25 năm Khương Tử Ngọc tất cả nhi tử đều có đạo văn thai ký, bây giờ đã trở thành khương gia huyết mạch tiêu chí, nữ nhi nhóm ngược lại là không có, bất quá đối với cái này cũng không có người dị nghị. Đạo văn chính là khương trường sinh tu luyện đạo pháp tự nhiên công tạo thành, đạo văn chân chính ảo diệu liền khương trường sinh cũng còn chưa làm rõ ràng, nhìn thấy có tôn nhi đắc đạo văn diệu dụng, hắn tâm vẫn là nổi lên một tia gần sống. Khương trường sinh hỏi, hắn tên gọi là gì? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy này vị tiểu tôn tử. Hoa kiếm tâm cười nói. Khương Tiễn. Cái tên này. Khương Trường sinh nhớ tới Khương Tử Ngọc khi còn bé, hắn trừ giảng vương triều cố sự, ngẫu nhiên cũng giảng thần thoại, không nghĩ đến Khương Tử Ngọc còn nhớ rõ nhị lan thần. Tiểu Khương Tiễn leo đến dược đỉnh bên trên, thân thể dùng sức lay động, dĩ nhiên đem so với hắn lớn mấy lần dược đỉnh lay động. Phải biết hắn vẫn chưa tới ba tuổi. Này tiểu tử ngược lại là thiên phú dị bẩm, có lẽ gân cốt không so được bình an, nhưng so Khương Tử Ngọc khi còn bé mạnh. Khương Trường Sinh thấy lộ ra tiếu dung. Một giây ghi nhớ nhìn sách đi HTTP, M, Can Su 8. Nét hoa kiếm tâm thấy thế, lập tức gọi nói. Tiễn, tới. Khương Tiễn lập tức từ dược đỉnh trên nhảy xuống, một đường chạy chậm đi vào hoa kiếm tâm trước mặt, mười phần nhu thuận, hắn thận trọng liếc nhìn Khương Trường Sinh, chú ý tới Khương Trường Sinh đang xem mình, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, quay đầu đi. Này tiểu tử! Khương Trường Sinh nhịn không được đưa tay đi bóp hắn mặt, dọa đến hắn trốn hoa kiếm tâm trong ngực. Về sau để hắn đi theo ta tu hành đi, nói cho tử Ngọc, kẻ này tự lưu tại bên cạnh ta. Khương Trường Sinh cười ha hả nói, nghe vậy, hoa kiếm tâm mặt mày hớn hở, nàng một mực tại sầu cái này sự, Khương Tử Ngọc giọng giỏi tuy nhiều, nhưng không người được Khương Trường Sinh chân truyền, tại cái này thế giới, võ đạo truyền thừa cùng huyết mạch truyền thừa thường thường không thể tách rời. Đến tận đây, trong đình viện nhiều một tên tiểu hài. Hoa kiếm tâm vào cung nói cho Khương Tử Ngọc việc này, Khương Tử Ngọc tự nhiên sẽ không phản bác, hắn ước gì như vậy. Về phần Khương Tiễn Mẫu Phi, nàng đồng dạng cao hứng, có thể được đại cảnh đạo tổ chân truyền, về sau có thể an độ cả đời, Khương gia hoàng thất thủ túc tương tàn cũng không phải bí mật, nàng cũng lo lắng việc này, mà lại khương trường sinh cho phép nàng ngày bình thường đi long khởi quan thăm hỏi khương tiễn rất nhanh long khởi quan các đệ tử cũng biết được có một vị hoàng tử đem ở lâu long khởi quan khương trường sinh cho phép khương tiễn tại long khởi quan du ngoạn mà không phải một mực nhốt tại sân trong chạng vạn tối một cái cửa phòng bị đẩy ra khương tử ngọc đi tới phân phó hạ nhân hướng trong phòng đưa xong đồ ăn sau liền đóng cửa phòng trên giường ngồi một thân ảnh nơi đó không ánh sáng khiến cho người này như là trốn ở trong bóng tối lệ quỷ khương tử ngọc thắp sáng ba chén đèn dầu sau đó ngồi vào trước bàn mở miệng nói hoàng tổ mẫu tới dùng cơm đi nghe vậy đạo thân ảnh kia chậm rãi xuống giường nàng tóc trắng phơ thân gầy gò chính là cảnh văn đế khương vũ chi mẫu lệ phi ngày xưa sở triều công chúa lệ phi run run rẩy rẩy đi vào trước bàn cầm chén đũa lên này vị thông thiên cảnh cao thủ bây giờ phản phất bình thường lão nhân, tay chân bất lực. Khương tử Ngọc thấy được nàng bộ dáng này, thở dài một hơi. Trước kia, lệ phi liền tẩu hỏa nhập ma, nghe nói đại thừa Long lâu bị Khương trường sinh phá tan sau, càng là khí huyết công tâm, hôn mê mấy năm, một thân công lực tán đi. Lệ phi ăn một miếng thức ăn, khó nhọc nói. Tử Ngọc, hoàng tổ mẫu không tiếp tục kiên trì được. Hoàng tổ mẫu nghĩ ngươi hoàng gia gia. Khương Tử Ngọc trầm mặt, hắn biết được lệ phi cùng Khương Nguyên quá khứ, đối với nữ nhân này, hắn rất đồng tình, nhưng cũng không thích. Hắn yếu ớt nói. Hoàng tổ mẫu, đã như vậy, vậy ngài có thể nói cho trẫm sở triều bảo khố ở đâu sao? Lệ phi chậm rãi phóng xuống bát đũa, nói. Có thể. Sở triều mệnh số đã hết, ta xác thực không nên chấp nhất xuống, nhưng tử ngọc. Có một việc ngươi nhất định phải biết được, ngươi không thể mù quáng tín nhiệm đạo tổ. Nàng đem Khương Trường Sinh chân thực thân phận nói ra, Khương Tử Ngọc ra vẻ chấn kinh. Lệ Phi bất đắc dĩ nói. Nếu như hắn biết được thân phận chân thật của mình, ngươi này hoàng vị. Bây giờ ngươi đọc trưởng 13 châu, có thể thu thập võ đạo tài nguyên, để cho mình mạnh lên. Vĩnh viễn không muốn tin mặt hắn người, chỉ có thể tin chính mình. Khương Tử Ngọc huyết sâu một hơi, nói. Hoàng tổ mẫu, biết được. Sau đó, Lệ Phi đem sở triều bảo khố địa chỉ nói cho Khương Tử Ngọc. Hôm sau trời vừa sáng, hạ nhân liền phát hiện Lệ Phi qua đời, Khương Tử Ngọc cũng không có giống trống khu chiên xử lý tan sự, lặng lẽ hạ tán, trừ bạch y vệ, không người biết được việc này. Lệ Phi chỗ ở văn đế phủ đệ sư triệt để hoang phế, lại không người đặt chân, nhật nguyệt luân chuyển, thời gian cực nhanh, nàng chỗ ở sân cũng bắt đầu mọc đầy cỏ dại, dưới xa nhà, nhận nhanh chóng dệt lưới từng cái con mồi rơi vào trong lưới, bị nó nuốt. Càng vũ 19 năm, Long khởi quan phát sinh một kiện đại sự. Hoang xuyên bước vào thần nhân cảnh, toàn xem phấn chấn, tin tức điên truyền toàn bộ đại cảnh võ lâm, thần nhân có thể đạp không mà đứng, hoang xuyên chỉ cần đứng ở trên không trong tựu có thể chứng minh cảnh giới của mình. Hoàng đế đại hỷ, vì hoang xuyên đề thăng chức quan, hoang xuyên tuy không thực quyền, nhưng có thể hưởng thụ được triều đình bổng lộc, so với hắn phẩm cấp cao quan lại cũng không dám đắc tội hắn. Đến tận đây, đại cảnh bên ngoài đã có ba tôn thần nhân, Bình An, Dương Chiêu Đế, Hoàng Xuyên. Cho dù không tính đạo tổ tại bên trong, cũng có thể so với Triêu Tông. Hoàng đế vẫn như cũ củng cố giang sơn, không có chinh chiến, nhưng hắn tại bên ngoài cảnh điều binh, khắp thiên hạ tất cả mọi người biết được hắn giả tâm, hắn sớm muộn muốn triển lộ mình nanh, hùng thôn thiên hạ. Một ngày này. Khương Trường Sinh dưới tàn cây tu luyện, Bạch Kỳ đang đùa bẩn Khương Tiễn, một thanh âm vang vọng long khởi quan. Thiên Cương Vương Triều Hùng Hồng Chương đến đây khiêu chiến đại cảnh đạo tổ, tại hạ đại nạn sắp tới, nghĩ tại trước khi chết lĩnh giáo đại cảnh đệ nhất thiên hạ công lực, nhìn đạo tổ thành toàn, tại hạ chết sau nguyện nhập tán mộ anh hùng. Tráng mộ anh hùng uy danh. Đạo thanh âm này vô cùng to, tự liền trong kinh thành không ít người đều có thể nghe được trên đường núi lui tới hương khách ngẩng đầu nhìn lại, đều là động dung, chỉ thấy một lão giả đứng ở trên không trong, hắn một bộ áo bào xám, không có hai tay, tóc trắng xóa, cổng một bả cự kiếm, cùng hắn thân cốt không sai biệt lắm rộng. Đứng lơ lửng trên không. Thần nhân. Tất cả mắt thấy một màn này võ giả trở nên khiếp sợ, thiên cương vương triều dĩ nhiên ẩn giấu đi một tôn thần nhân. Hùng hồng chương mặt không biểu tình, ánh mắt chầm chầm long khởi quang hắn bế quan 10 năm, tại đại nạn sắp tới lúc, đột phá thần nhân, lại nối tiếp 10 năm tuổi thọ, nhưng khi hắn từ thâm sơn trong ra lúc nghe nói thiên hạ kinh biến, thiên cương vương triệu hoàng thất bị triêu tông đồ, mới hoàng thất cũng đã đầu hàng tại đại cảnh, để hắn cảm thấy thiên hạ thay đổi, cảnh con người mất. Nguyên bản hắn vẫn còn muốn tìm thiên cương hoàng đế, nghĩ lấy tự thân thần nhân chi lực thay đổi tình huống, sau thăm dò được trận kia xưa nay chưa từng có đại quyết chiến, hắn trầm mặt một trận chiến chết tám tôn thần người còn có một tôn càng mạnh kim thân cảnh lão quái kim thân cảnh là cảnh giới gì hùng hồng chương nghe nói trận chiến này sau cả người mê man trong núi bế quan nhiều năm như vậy thật vất vả đột phá hắn tự cho là vô địch thiên hạ không nghĩ đến kết quả là hùng hồng chương một đường nam hạ đi vào ti châu kinh thành khiêu chiến đại cảnh đạo tổ hắn là thật một lòng muốn chết long khởi quan bên trong bay lên một thân ảnh chính là hoang xuyên hoang xuyên cực kỳ hưng phấn muốn mượn cơ hội này thử một chút công lực của mình từ bước vào thần nhân cảnh sau hắn còn chưa gặp được địch thủ tốt một thanh âm đột nhiên vang vọng chân trời để hoang xuyên tiếu dung ngưng kết đạo thanh âm này chính là khương trường sinh đã khương trường sinh muốn ra tay vậy hắn không có cơ hội hắn chỉ có thể bị khuất lui về hùng hồng chương ánh mắt ngưng lại phía sau cự kiếm ra khỏi vỏ, cấp tốc bay tới dưới chân hắn, hắn chân đạp cự kiếm dết hướng long khởi quan, trong chốc lát, mình mông chân khí bạo phát, ngưng tụ ra ngàn vạn kiếm ảnh ở sau lưng, thành thế hùng vĩ, dù là hoang xuyên cũng thấy mí mắt cuồng loạn. Hoang xuyên còn như vậy, đệ tử khác, võ giả, hương khách tất nhiên là càng thêm chấn kinh. Đây là cỡ nào công lực? Cỡ nào tuyệt học? Đúng lúc này, một viên cục đá từ Long khởi quan bên trong bay ra, hoa phá trường không, lấy cực nhanh tốc độ dết hướng hùng hồng chương. Hùng hồng chương trừng to mắt, trong con mắt phản chiếu lấy kia khỏa cục đá, càng lúc càng lớn. Phốc lần. Hắn cái tráng bị cục đá đánh xuyên, thân hình dựng lại theo, chung quanh ngàn vạn kiếm ảnh hóa thành mây khói tiêu tán. Đưa này vị thần nhân nhập tán mộ anh hùng, vì đó lập bia. Khương trường sinh thanh âm đi theo vang lên, để long khởi quan bên trong tất cả mọi người có thể nghe được. Tự liền dưới núi quảng trường Bách Tính đều có thể nghe rõ ràng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hùng hồng chương rơi xuống mà xuống, nền ở trong núi rừng. T. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cứ như vậy kết thúc. Đạo tổ xuất thủ. Ta làm sao không thấy được? Ta thiên, thần nhân trực tiếp bị miễu sát, đạo tổ được nhiều mạnh. Ta tốt giống thấy được, có một đạo kình khí đánh xuyên hùng hồng chương cái tráng đám võ giả kinh hô liên tục, Hoang Xuyên cũng theo đó chấn kinh. Đột phá thần nhân sau, Hoang Xuyên tâm thái tự bành trướng, hắn tự cho là tại đại cảnh bên trong được cho thiên hạ đệ nhị, có thế hùng hồng chương thi triển tuyệt học khí thế hù đến hắn, hắn cảm thấy mình chưa hẳn có thể thắng được đối phương. Nhưng mà, bị hắn coi là cường địch hùng hồng chương lại bị miễu sát. Hắn thấy rất rõ ràng, kia là một viên cục đá. Sư phụ dùng một viên cục đá đánh chết thần nhân trong đình viện. Khương Trường Sinh sờ lên Khương Tiễn đầu, cười đứng dậy. Tuổi nhỏ Khương Tiễn rất ủy khuất, thật vất vả dùng cục đá bày ra đồ án đến, kết quả thiếu một con mắt. Ghé vào hắn đối diện Bạch Kỳ rung lẫy bẫy, tiện tay bắn ra một viên cục đá tựu có thế sát thần người. Quá bất thường. Nương. Trước kia thần nhân cao cao tại thượng, nó sống trăm tuổi tựu gặp được qua Đông Lâm Vương Triều Vị kia bá chủ, từ khi đi vào Long Khởi Quang, nó phát hiện thần nhân vậy không tính hiếm thấy thậm chí không thế nào mạnh khương trường sinh ngồi dưới tàn cây bắt đầu chờ mong sinh tồn ban thưởng đối với hùng hồng chương đến hắn có thể hiểu được người tập võ hiếu chiến nếu là chết tại cao thủ luận bàn bên trong cũng coi như chết cũng không tiếc bây giờ mộ anh hùng danh mãn thiên hạ hùng hồng chương có thể vào tán mộ anh hùng không thất thần người uy danh chỉ là hắn có chút buồn bực thiên cương vương triều lại có thần nhân trước đó đại quyết thời gian chiến tranh tại sao không có xuất hiện. Thời gian một nén nhang sau. Càng vũ 19 năm, thiên cương vương triều thần nhân hùng hồng chương đại nạn sắp tới, đến đây khiêu chiến ngươi, ngươi tại hắn khiêu chiến thành công sống sót, vượt qua một tràng giết họa, thu được sinh tồn ban thưởng, pháp thuật, hỏa vũ, khương trường sinh trước mắt toát ra một nhóm nhắc nhở, để hắn hài lòng, chí ít cũng là một loại pháp thuật. Vừa vặn, hắn sắp đột phá. Hùng Hồng Chương xem như vì hắn đột phá đưa tới một món lễ lớn. Ngàn dặm tặng đầu người, tình ý nặng a. À. Khương Trường Sinh bắt đầu chờ mong thiên hạ các nơi còn có cái khác sắp chết lão quái vật đến đây khiêu chiến. Một trận chiến này cấp tốc truyền ra, đạo tổ cường đại càng xâm nhập thêm nhân tâm, trong nháy mắt bắn vết thần nhân, đáng sợ đến cực điểm. Liên quan tới Hùng Hồng Chương lai lịch cũng tại đại cảnh võ lâm truyền ra, nguyên lai Hùng Hồng Chương cũng không phải là vô danh chi bối một trăm năm trước, hắn chính là thiên cương võ lâm đệ nhất nhân. Cảm tạ hữu tô tầm tả khen thưởng năm nghìn kỳ đi an tiền, ta thật sự là bó tay rồi khen thưởng năm nghìn kỳ đi an tiền, gờ gờ hờ hờ lờ khen thưởng một nghìn năm trăm kỳ đi an tiền, du lần quan khen thưởng một nghìn năm trăm kỳ đi an tiền, lô châu cổ thiên lạc khen thưởng một nghìn năm trăm kỳ đi an tiền. Thư hữu 202008 3243582 khen thưởng 1.500 kỳ đi an tiền. Trường Thanh tiểu thụ khen thưởng 500 Kidian tiền chờ một chút đổi mới bắt đầu á. Tối hôm qua đi ngủ ngủ được rất không thoải mái, không nhớ rõ mộng cái gì, tự cảm giác tỉnh lại trước đó có người tại đánh ta, tỉnh lại xem xét, nguyên lai like là các ngươi tiếng mắng biến thành mộng cảnh công kích thủ đính đã 13.600, đa tạ sự ủng hộ của mọi người, càng xong, tiếp tục gõ chữ, kính thỉnh chờ mong. Tấu chương xong. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Đột phá đạo Pháp tự nhiên công tầng thứ bảy. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vừa thành tiên thần, tử tôn cầu ta xuất sơn chương 84 Đột phá đạo Pháp tự nhiên công tầng thứ bảy. Tác giả Mặt ta cười phân loại Cái khác thời gian đổi mới 2022 11.24 ngày 11 tháng 6 năm 29 Khương Trường Sinh là tại nửa năm sau mới biết được Hùng Hồng Chương kinh lịch, hắn cũng theo đó cảm khái, Hùng Hồng Chương được cho đại trượng phu, đi theo cố quốc trời đi, mà không tại nhân sinh những năm cuối hưởng lạc. Mặt khác, trong vòng nửa năm, Bạch Y Vệ trắng trận hành tẩu đại cảnh các châu, trèo đèo lội suối, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, liền long khởi quan đệ tử đều tại hiếu kỳ. Hoàng đế cử động lần này đã trắng trận, nhưng khắp thiên hạ không người nào dám đi tìm hiểu, hoặc là đi điều tra. Đương kim hoàng đế thủ đoạn không kém hơn cảnh vũ tổ, vô luận quyền thế nhiều cao đại thần, nói chặt liền chặt, bây giờ bởi vì võ khoa nâng, hoàng đế càng là nắm trong tay võ lâm, giang hồ cùng thế gian nhìn như hai thế giới, kỳ thực đều bị hắn một người giữ tại trong lòng bàn tay. Tháng 10 Khương Trường Sinh mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đến rồi. Rốt cục muốn đột phá khoảng cách lần trước đột phá đã qua 30 năm, hắn rốt cục có thể đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ bảy. Hôm nay đã muộn, hắn quyết định ngày mai lại đột phá, vừa vặn để càng nhiều người nhìn một cái, tăng trưởng mình hương hỏa giá trị, hắn lập tức để vong trần tiến đến cáo tri vạn lý, thông tri ngày mai hắn muốn độ kiếp, long khởi quan đệ tử không cần loạn đi lại. Nghe vậy, vong trần rất hưng phấn, lập tức tiến đến cáo tri việc này xuất ra đầu tiên địa chỉ Internet M. Can Su 8. Nét bạch kỳ nằm rạp trên mặt đất, kính sợ nhìn xem Khương Trường Sinh. Là thật muốn đột phá. Nó cảm thấy Khương Trường Sinh tất nhiên là kim thân cảnh phía trên tồn tại, bây giờ lại đột phá. Nó không dám tưởng tượng. Hoa kiếm tâm bồi tiếp Khương Tiễn, cũng một trận phát thân. Nàng đồng dạng không cách nào tưởng tượng Khương Trường Sinh bây giờ mạnh cỡ nào, nàng cảm thấy mình có thế cùng khương trường sinh tuyệt đối là được thượng thương chiếu cố như không có khương trường sinh nàng đã chết nàng không có khả năng trở thành hoàng đế mẫu thân không có khả năng có được hôm nay cuộc sống hạnh phúc không có khả năng có được hôm nay công lực tại gặp được khương trường sinh trước nàng chỉ là bạch y vệ một viên hành tẩu trong bóng đêm cả đời không có khả năng thành gia cho đến chết tại một lần nào đó hoàng đế an bài bí mật hành động bên trong nàng rất rõ ràng mình không có khả năng vĩnh viễn làm bạn Khương Trường Sinh, cho nên nàng rất trân quý hiện tại mỗi một ngày. Khương Trường Sinh sắp đột phá độ lôi kiếp tin tức tại trong đạo quán truyền ra, để các đệ tử phấn chấn, trong lòng bọn họ, đạo trưởng chính là giống như thần tồn tại. Mặt trăng lặng mặt trời mọc. Ngày hôm sau đến. Long Khởi Quan bên trong có hương khách ở tạm, bọn hắn cũng nghe đến các đệ tử thảo luận, tin tức cấp tốc trong kinh thành truyền ra. Một chỗ trong đình viện Ngọc Nhiên Giật đang tỉnh tọa tu luyện, một tên hạ nhân đến đây báo cáo tin tức, nàng nghe xong trừng to mắt, nhìn không được hoảng sợ nói. Hắn muốn độ kiếp đột phá. Làm sao có thể? Hạ nhân mặt mũi tràn đầy kính sợ nói. Đạo tổ chính là thiên nhân vậy, chúng ta phàm nhân không thể phỏng đoán. Ngọc Nhiên Giật trừng hắn một chút, phất tay ra hiệu hắn lui ra, nàng muốn một người tỉnh tỉnh. Nàng bây giờ ở lâu kinh thành, chuyên môn chầm chầm đại cảnh đạo tổ, ngày lễ ngày Tết, lại đến núi Hàng Huyên, đây chính là nhiệm vụ của nàng, nàng phụ thân thậm chí còn muốn để nàng hiến thân, làm sao nàng căn bản không có cơ hội. Nàng quay đầu nhìn về phía Long Khởi Sơn, ánh mắt phức tạp. Hoàng cung Trong ngự thư phòng Khương tử Ngọc phóng xuống tấu chương, vương người một cái, hắn đứng dậy, hoạt động gân cốt, 40 tuổi hắn đã đi vào trung niên, lại thêm nắm giữ bao la giang sơn, hắn uy nghiêm sau ngày xưa cảnh vũ tổ còn mạnh hơn. Khương Tử Ngọc cười nói. Đi thôi, ra ngoài nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhìn nhìn sư tổ ngươi độ kiếp. Khương Tú sửng sốt, độ kiếp. Còn chưa chờ hắn hỏi thăm, Khương Tử Ngọc đi ra ngự thư phòng, nhìn ra xa long khởi quan phương hướng. Âm âm, thiên tượng bắt đầu phong vân biến ảo, cùng cùng lôi vân hướng phía long khởi quan phía trên tụ tập mà đi, lớn lao thiên uy bao phủ giữa thiên địa trong kinh thành, càng ngày càng nhiều người đi ra phòng ốc, nhìn về phía Long Khởi Quan. Hàng Thiên Cơ cũng là như thế, hắn nhíu mày, âm thầm kỳ quái. Vì sao khí vận không có ba động, hắn thật là muốn đột phá, vẫn là cố lộng huyền hư, vì chính mình tạo thế. Đạt tới thần nhân cảnh, võ giả liền sẽ tiếp xúc đến khí vận, lại hướng lên đột phá, tất nhiên dẫn tới khí vận dũng động, làm cho cả đại lục cảm nhận được. Cùng lúc đó, trong đình viện, khương trường sinh bay lên khương tiễn hoa kiếm tâm bạch kỳ nhao nhao ngửa đầu rất nhanh long khởi quan cái khác người trong viện đều nhìn thấy khương trường sinh hắn vượt qua đỉnh núi bạch long hướng hắn nôn lưỡi rắn đầy mắt hiếu kỳ hắn tiếp tục lên không bay tới khoảng cách đỉnh núi cao trăm trượng hắn hư không ngồi xếp bằng bắt đầu vận công âm âm lôi minh trận trận mây đen bao trùm toàn bộ kinh thành để ban ngày biến thành chạng vạn tối đường đi u ám không ít bách tính thậm chí điểm lên ngọn đèn. Bách tính, quyền quý, võ giả, thương nhân chờ một chút, ngước đầu nhìn lên, u ám thiên khung lộ ra dị thường kiềm chế, làm người ta trong lòng rụt rè. Bất quá không có người sợ hãi, bởi vì cái hướng kia là long khởi quan, có đạo tổ tọa trấn, không có đạo tổ, liền không có bây giờ đại cảnh thiên hạ, thân là đại cảnh người, không có người sẽ biết sợ đạo tổ, sẽ chỉ sùng bái, thân cận. Khương Trường Sinh vận chuyển đạo pháp tự nhiên công, linh lực hình thành gió lốc, quay quanh quanh thân, hắn giữa mi tâm đạo văn nổi lên, bởi vì hắn thân ở không trung, lại thêm quanh thân quay quanh linh phong, không người có thể mắt thấy hắn đạo văn, chỉ có thể nhìn thấy hắn đầu lóe ra kim quang. Khương Trường Sinh điều ra hương hỏa giá trị, trước mắt hương hỏa giá trị. 60 22 47, hắn trực tiếp mở ra hương hỏa độ kiếp, quanh thân hiện ra một tầng mắt thường có thể thấy vòng bảo hộ, từng tia từng tia khói xanh tràn ngập. Quanh một tiếng nổ vang trung trời. Một đạo khủng bố lôi đình đánh xuống, rất giống một cái giải lụa màu trắng vạch phá u ám thiên không, đánh trúng Khương Trường Sinh, bị hắn vòng bảo hộ triệt tiêu. Tất cả mọi người bị hù dọa, Khương Tử Ngọc toàn thân lắc một cái, Khương Tú dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhật. Đã bước vào thần nhân hoang xuyên mí mắt cuồng loạn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lên bầu trời, hắn cảm giác vừa rồi kia đạo sấm sét nếu là bộ ở trên người hắn, hắn tất nhiên hôi phi yên diệt. Này tuyệt không phải chướng nhãn pháp, là thật thiên uy. Kinh thành trong đình viện ngọc nghiên giật, hàng thiên cơ đều lộ ra vẻ kinh hải. Như vậy thiên uy, không phải nói đùa, không phải hư giả. Khi đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống lúc, khương trường sinh hương hỏa giá trị bắt đầu hạ xuống, đạo thứ hai thiên lôi đi theo đánh xuống. Oanh! 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 tiếng sấm kinh thiên động địa toàn bộ ti châu tất cả mọi người có thể nghe được không khỏi là quay đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng bọn hắn nhìn thấy chân trời hắc ám nhìn mà phát khiếp không rõ ràng kinh thành xảy ra chuyện gì khương tiễn thả ra trong tay mộc nhân ngốc ngốc nhìn lên bầu trời bạch kỳ hoa kiếm tâm cũng giống như thế như cùng ở tại nhìn thần tích bạch kỳ còn là lần đầu tiên thấy khương trường sinh đột phá coi như đã biết khương trường sinh thăm bất khả trắc vẫn chấn động theo cảnh giới cỡ nào tài năng dẫn tới như vậy thiên phạt. Lôi đình bổ đến càng thêm cuồng bạo, tốc độ nhanh đến thông thiên cảnh cao thủ nhãn tình đều khó mà đuổi theo. Kinh thành trải qua ngắn mũi yên lặng sau, bộc phát ra vén thiên ồn ào, không ít hơn số tuổi bách tính đuổi theo, hướng phía lông khởi quan dập đầu. Đám võ giả thì là sợ hãi thang nói tổ cường đại. Đạo tổ, đạo tổ. Tu đạo chi tổ, xác thực xứng với này thiên hạ nào có cái thứ hai đạo sĩ có thể so sánh, trừ Long Khởi Quan, cái khác đạo quan phần lớn là tu thân dưỡng tính, cũng vô thần công. Nguyên lai đạo tổ độ kiếp là thật, ta già già không có gạt ta. Mẹ ruột của ta a, à, này Lôi Định cảm giác có thể đem Long Khởi sơn sang thành bình địa. Đâu chỉ a, à, nếu là rơi vào trong kinh thành, ai có thể ngăn cản? Khương Trường Sinh chuyên tâm đột phá, hắn nhìn chòng chọc, chọc vào hương hỏa giá trị hạ xuống thật tốt nhanh cái thiên kiếp này so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, chỉ có chân chính đối mặt tài năng cảm nhận được. Khương Trường Sinh nghiêm trọng hoài nghi là bởi vì này phương thế giới chính là võ đạo thế giới, cho nên thiên kiếp tăng cường, võ đạo thế giới muốn đánh chết hắn, may mắn có hương hỏa giá trị tồn tại. Tuy tiện một tia chấp ẩn chứa lực lượng đáng sợ đủ để cho kim thân cảnh thịt nát xương tan, về phần càng không tự có thể hay không tiếp nhận, hắn không rõ ràng, bởi vì hắn còn không có gặp phải kiền không cảnh võ giả thành nội càng ngày càng nhiều người cúng bái khương trường sinh thậm chí còn có người nhập phòng thắp hương dẫn đến khương trường sinh hương hỏa giá trị hạ xuống tốc độ thoáng giảm bớt ừ thoáng tóm lại vẫn là đang nhanh chóng hạ xuống sau nửa canh giờ khương trường sinh hương hỏa giá trị triệt để hao hết hắn không thể không dựa vào chính mình linh lực đi ngăn cản lúc này thiên kiếp đã vượt qua gian nan nhất bộ phận so với lúc trước thiên lôi ôn hòa rất nhiều nhưng vẫn rất khủng bố bổ trên người Khương Trường Sinh, để hắn cảm giác toàn thân tê dại, gần cốt phản phất có ngàn vạn côn trùng đang bò, khó chịu đến cực điểm. Hắn điều động linh lực, cắn răng kiên trì. Thiên lôi càng ngày càng ít, tốc độ cũng tại chậm lại. Lại qua nửa canh giờ. Thiên kiếp cuối cùng kết thúc. Khương Trường Sinh đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, lần này độ kiếp, hắn liền câu Trần Thiên Công Đại Vũ Bào, cự linh giới cấm chế đều sử dụng nhưng vẫn là bị bổ đến linh lực tiêu hao hơn phân nửa, toàn thân nhói nhói, khó mà động đậy. Đạo Pháp tự nhiên công càng lên cao cảnh giới, thiên kiếp chi uy tăng lên gấp bội, không, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Cũng may hắn cuối cùng là độ kiếp thành công, rốt cục đạt tới đạo Pháp tự nhiên công tầng thứ bảy, hắn giữa mi tâm đạo văn bắn ra kim quang ống ánh, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành bàn bạc linh lực tràn vào gân cốt bách hải, tẩm bổ hắn kinh mạch, cơ bắp, cốt cách. Khương Trường Sinh lâm vào một loại trạng thái huyền diệu. Đạo Pháp tự nhiên công tầng thứ bảy tự mang thần thông, đại đạo chi nhãn. Đại đạo chi nhãn chính là hắn giữa mi tâm đạo văn, có thể xem thấu sự vật bản chất, có thể nhìn trộm vong hồn, cũng có thể ngưng tụ linh lực giết địch, dù cho là hồn thể bị đánh trúng, cũng sẽ hồn phi phách tán. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, khi lôi đình đình chỉ lúc, tất cả mọi người minh bạch độ kiếp kết thúc. Khương Trường Sinh vẫn như cũ treo ngồi không trung, lóe ra kim quang, toàn thành người đều có thể nhìn thấy quang mang kia. Hàng thiên cơ trong sân đã tọa vận công, hắn biểu tình trở nên kinh dị. Không có khí vận ba động. Một tia đều không có. Trách không được không người có thể phát giác được hắn trưởng thành, hắn đến cùng luyện cái gì kỳ công. Hàng thiên cơ ngẩng đầu, sợ hãi nhìn qua Khương Trường Sinh. Có thể lẫn tránh khí vận dị tượng thần công, vô luận ai được, đều có thể lặng lẽ tu luyện, tại triêu tông, hiển thánh động thiên không thể nhận ra giác tình huống dưới cuộc khởi. Đây cũng quá đáng sợ. Khương Trường Sinh đắm chìm tại linh lực tăng vọt trạng thái bên trong, vô pháp tự kiềm chế, này so giữa thiên địa bất luận một loại nào cảm nhận đều muốn thoải mái. Lôi vân tản ra, ánh nắng tung xuống, chiếu rọi ở trên người hắn, hắn liền như là nhìn xuống chúng sinh tiên thần, cao cao tại thượng, thần thánh siêu phàm. Hồi lâu, Khương Trường Sinh mở mắt ra, trước mắt hiện ra từng hàng nhắc nhở. Càng vũ 19 năm, ngươi đạo hành phóng đại, lĩnh ngộ đạo Pháp tự nhiên công tầng thứ bảy, thành công vượt qua cương vũ thiên kiếp, thu được sinh tồn ban thưởng, thần thông, ngũ hành động thuật kiểm trắc đến ngươi lần thứ ba độ kiếp thành công, bởi vì ngươi tu hành chi Pháp không thuộc về nên thiên địa chi đạo, ngươi có hai hạng lựa chọn, chỉ có thể tuyển một. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 chênh lệch cảnh giới, thường cổ võ giả. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Vừa thành tiên thần, tử tôn cầu ta xuất sơn chương 85. Trên lệch cảnh giới, thường cổ võ giả tác giả. Mặt ta cười phân loại. Cái khác thời gian đổi mới. 20-22 11.24 ngày 11 tháng 6 năm 33A1 Từ bỏ tu tiên, người linh lực đem chuyển biến làm này phương thiên địa cảnh giới võ đạo. Ba động thiên chi cảnh hai, tiếp tục tu tiên, tiên chính là chúng sinh phía trên, vạn vật kính ngưỡng, con đường tu tiên chính là truy cầu thiên đạo con đường, người có thể mở ra hương hỏa chúc phúc công năng, hương hỏa chúc phúc. Có thể tiêu hao nhất định hương hỏa giá trị cho chuyển thế người, như đối phương chưa giáng sinh có thể tăng mạnh lúc nào tới thế tư chất, như đối phương đã giáng sinh có thể mang đến hảo vận, tăng cường trình độ cùng hảo vận trình độ, quyết định bởi tại tiêu hao hương hỏa trị số ba động thiên chi cảnh. Khương Trường Sinh không khỏi nghĩ đến Hiển Thánh Động Thiên, nguyên lai Hiển Thánh Động Thiên quyết định bởi tại cảnh giới chi danh. Không được, được tính toán, xác định một chút Hiển Thánh trong Động Thiên nhưng có địch thủ. Khương Trường Sinh yên lặng lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng, về phần hương hỏa chúc phúc cũng tạm được, coi như sử dụng, cũng là dùng tại mình rất để ý người trên thân, không có khả năng tùy tiện một vị đồ đệ hảo hữu chuyển thế, hắn đều muốn chúc phúc, không cần thiết, tự thân tu vi trọng yếu nhất trải qua lần này độ kiếp, hắn đối hương hỏa giá trị càng thêm coi trọng, về sau thiên kiếp chi mạnh tạm thời không cách nào tưởng tượng, nhất định phải cẩn thận. Khương Trường Sinh một bên cũng cố tu vi, một bên nghĩ đến. Hắn bắt đầu vận dụng hương hỏa diễn toán. Ta muốn biết phiến đại lục này trừ ta ra tối cường người ra sao cảnh giới. Ghi nhớ địa chỉ Internet HTTP, M, Kansu 8. net cần tiêu hao 90.000 hương hỏa giá trị, phải chăng tiếp tục hay không? Như vậy nhiều. Khương Trường Sinh bị hù dọa, là cái nào lão bất tử gia hỏa? Chính vạn hương hỏa giá trị tương đương với triêu tông mấy chục lần chi mạnh, có thể lúc trước thiên kiếp bên trong banh ra khái chín phút. Bất quá còn tốt, đột phá trước đó, chính hắn đều có thể chống đỡ nửa canh giờ, bây giờ linh lực bạo phát thức tăng trưởng, nhục thân, linh hồn đều chiếm được thuế biến, viễn siêu đột phá trước. Đương nhiên, đây chỉ là hắn đoán, Hương hỏa giá trị phải chăng đại biểu cụ thể chiến lực, còn chưa nhất định, nhưng hắn có thể thông qua hương hỏa giá trị chênh lệch phán định thực lực đối phương đại khái chênh lệch. Ta muốn biết phiến đại lục này để tam cường giả ra sao cảnh giới. Cần tiêu hao 20.000 hương hỏa giá trị, phải chăng tiếp tục không? Chênh lệch vẫn còn lớn. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, xem ra vị kia tối cường người là lão bất tử quái vật. Trong lúc rảnh rỗi, Khương Trường Sinh tiếp tục diễn toán này thiên hạ tối cường võ giả là gì cảnh giới? Liên quan đến phạm vi quá lớn, tạm thời vô pháp diễn toán, hệ thống cần thời gian cảm tri này thiên hạ khí vận, đáng tiếc. Khương Trường Sinh hơi có vẻ có chút tiếc nuối. Không quản như thế nào, tại hắn trước mắt tại đại lục, kim thân cảnh là truyền thuyết, kiền không cảnh hư vô mờ mịt, chỉ cần không đắc tội hiển thánh động thiên, hắn vẫn như cũ vô địch. Cho dù đắc tội hiển thánh động thiên, cũng không có chuyện gì. Khương Trường Sinh không còn diễn toán, chuyên tâm củng cố tu vi. Một mực tiếp tục ba ngày ba đêm, trong cơ thể hắn linh lực mới đạt tới sung mãn trạng thái, cùng đột phá trước đó so sánh, nhiều không chỉ gấp 10 lần, lần này mạnh lên cũng không chỉ là linh lực tăng nhiều bên trên, linh lực lực sát thương cũng đang mạnh lên. Khương Trường Sinh thu liễm đạo văn, rơi vào sân bên trong. Hoa kiếm tâm lập tức đụng lên đến, quan tâm hắn tình huống, cùng nàng lưu một hồi lâu, Khương Trường Sinh mới trở lại trong phòng, hắn muốn tu hành ngũ hành động thuật. Đợi hắn truyền thừa xong ngũ hành động thuật ký ức, mới cảm thán nên thần thông sự ảo diệu. Ngũ hành động thuật, có thể động địa, có thể phi thiên, có thể xuyên tường, có thể lặng xuống nước, giữa thiên địa bất kỳ vật gì đều có thể xuyên thấu, trừ phi có người mạnh hơn Khương Trường Sinh, cưỡng ép ngăn chặn hắn. Rất bá đạo thần thông, đúng nghĩa tới lui tự nhiên. Khi Khương Trường Sinh bắt đầu tu hành ngũ hành động thuật lúc, hắn độ kiếp tin tức bắt đầu hướng khắp thiên hạ truyền đi. Chiếm đoạt chung quanh vương triều đại cảnh nhân khẩu bạo tăng, kinh thành trở thành thiên hạ trung tâm, kinh thành gió thổi cỏ lay kiểu gì cũng sẽ truyền ra, huống chi là độ kiếp này chờ chuyện lạ. Trực quan biểu hiện chính là Khương Trường Sinh hương hỏa giá trị bắt đầu tăng trưởng, mà lại rất nhanh. Mãi cho đến cuối năm, Long Khởi Quang mới bình tĩnh trở lại, mà Khương Trường Sinh cũng sơ bộ nắm giữ ngũ hành động thuật, hắn có thể tự do xuyên qua ngọn núi, như cá gặp nước. Hắn trở lại trong phòng, nghĩ đến long mạch sự tình. Long mạch chung quy là tai họa ngầm, được sớm giải quyết vi diệu. Khương Trường Sinh bắt đầu dùng thần thức dò xét lòng đất, sau khi đột phá, hắn thần thức cũng nhận được bay vọt tính tăng lên, dò xét phạm vi viễn siêu lúc trước, có thể nhẹ nhõm thăm dò vào lòng đất, về phần bao sâu, hắn được thử một chút. Thần thức một đường hướng xuống, mãi cho đến gần 5.000 trượng sâu lúc mới vô pháp kéo dài, nếu là trên đất, hắn thần thức dò xét phạm vi càng rộng, nhưng đại địa ẩn chứa linh khí, càng sâu càng nặng nề, sẽ trở ngại thần thức. Ngay tại Khương Trường Sinh có chút thất vọng lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được đại địa linh khí đang cuồng trào, như là trong động gió, là có hướng chạy tính, nghiêng hướng lên trên dũng động. Hẳn là linh khí nơi phát ra chỗ chính là long mạch nơi ở. Khương Trường Sinh lúc này thi triển ngũ hành động thuật chui vào lòng đất. Hắn động địa tốc độ rất nhanh, so thần nhân tốc độ phi hành còn nhanh hơn, hắn hướng phía lúc trước cảm tri phương hướng độn đi. Lòng đất vạn trượng phía dưới, có một mảnh cự đại động quật, mười phần bao la, biên giới còn có đến không hết động khẩu, đen nhánh đến cực điểm. Một tòa cự đại bia đá đứng ở trong động quật ương, cao tới trăm trượng, bắn ra lấy đạm đạm linh quang. Ở phía trên bia đá quay quanh lấy một cái cùng loại con rết một dạng cự đại yêu vật, dữ tận đáng sợ, trên người nó lân giáp hiện lên màu đen, ngàn chân hiện lên sâm màu lục đầu nó dĩ nhiên mọc ra người thân tóc tai bù xù không phân rõ nam nữ nó ghé vào trên tấm bia đá ngủ say khương trường sinh từ phía trên hang động rơi xuống nhẹ nhàng rơi trên mặt đất đạo pháp tự nhiên công sẽ tự động ẩn tàng khí tức ngàn chân yêu ma không có phát hiện sự xuất hiện của hắn khương trường sinh bị ngàn chân yêu ma hù đến tốt một đầu lớn rắn nơi này linh khí có chút dồi dào bất quá cùng địa linh cây tán phát linh khí khác biệt càng thích hợp võ giả tu luyện tương đối thấp cấp để khương trường sinh hấp thu ngược lại ảnh hưởng linh lực độ tinh khiết trừ cái đó ra còn tràn ngập một cổ huyền diệu khí tức khí vận khương trường sinh nghĩ đến cái này từ khí vận huyền diệu vô thành vô tức vô sắc vô vị mắt thường căn bản không nhìn thấy nhất định phải có đặc thù võ học đi cảm tri đạt tới đạo pháp tự nhiên công tầng thứ bảy sau Khương Trường Sinh đã có thể cảm giác được khí vận đến từ cái này tấm bia đá phía dưới. Bia đá cũng không phải là long mạch, chỉ là trấn áp long mạch mà kia ngàn chân yêu ma liền tại trên tấm bia đá hấp thụ khí vận. Chật chật, gia hỏa này yêu lực rất mạnh a, à, so với hắn gặp qua tất cả địch nhân đều mạnh. Sao vị kia được xưng là Đông Phương Tiền Bối Kim Thân Cảnh Cao Thủ còn mạnh hơn? Hắn nhớ kỹ này yêu ma giá trị 4.000 hương hỏa giá trị xem ra bốn ngàn hương hỏa giá trị vẫn thuộc về kim thân cảnh phạm trù. Khương trường sinh giả khục một tiếng, bừng tỉnh ngàn chân yêu ma. Ngàn chân yêu ma ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người khương trường sinh, bộ mặt của nó trải rộng huyết văn, xâm nhiên kinh dị, một đôi mắt càng là dọa người, đỏ mắt mắt đen, lộ ra tham lam cùng sát ý. Ngươi vì sao có thể tới long mạch chỗ đến? Khương Trường Sinh mở miệng hỏi, trong động quật nhưng không có cái khác trắng rết, nơi này võ đạo linh khí mặc dù dồi dào, nhưng cũng cực kỳ nặng nề, bình thường sinh vật đến nơi đây sẽ bị ép thành thịt nát. Ngàn chân yêu ma dơ lên thân, nhìn xuống hắn, dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Không nên bổn vương hỏi ngươi sao? Thoại âm rơi xuống, nó bỗng nhiên phóng tới Khương Trường Sinh, thân thể của nó sao mà khổng lồ, khó mà đánh giá chiều dài, Khương Trường Sinh còn không có nó một chân lớn, ngay tại nó sắp nhào trúng Khương Trường Sinh lúc, Khương Trường Sinh nhấc tay một chỉ phốc lần. Ngàn chân yêu ma cứng tại giữa không trung, nó hoảng sợ nhìn qua phần bụng, phần bụng bị Khương Trường sinh khí lỗ ngón tay xuyên, màu xanh sẫm chất lỏng tuôn ra, cực kỳ chán ghét. Khương Trường sinh mặt không chút thay đổi nói. Nói cho ta, nếu không chết. Ngàn chân yêu ma dọa đến rụt về lại, chiếm cứ tại cự đại trên tấm bia đá, hoảng hốt nhìn chầm chầm hắn. Làm sao có thể? Người này ra sao lai lịch? chẳng lẽ đất này võ đạo lại muốn khôi phục hay sao ngàn chân yêu ma trong lòng tràn ngập sợ hãi nó kiên trì nói ta đến từ hiển thánh động thiên chính là võ giả nuôi độc trùng hiển thánh động thiên đã từng điều tra long mạch tuy không công mà trở lại ta lại lưu tại lòng đất ngày nào đó ta cảm nhận được linh khí dũng động liền thuận chạy đến ở đây chiếm cứ sắp ngàn năm khương trường sinh kinh ngạc hỏi ngươi đợi trong lòng đất Ngươi thế nào biết quá khứ ngàn năm? Ngàn chân yêu ma hồi đáp. Chính ta tính toán, khả năng không cho phép. Khương Trường Sinh. Hắn đi theo hỏi. Khối đá này bia ra sao lai lịch? Ngàn chân yêu ma tiểu tâm giật giật hồi đáp. Ta cũng không rõ ràng. Vậy ngươi có biết ngươi hấp thu long mạch khí vận, hội dẫn đến 13 châu sụp đổ? Không biết. Xin tiền bối tha thứ, ta nguyện lập tức ly khai vậy ngươi đi thôi. Ngàn chân yêu ma lập tức từ trên tấm bia đá nằm xuống, sau đó hướng phía Khương Trường Sinh sau lưng lỗ to nhất miệng bò đi. Nó đi ngang qua Khương Trường Sinh, đột nhiên quay đầu, trong miệng phun ra nọc độc như nhiều, nhiều mưa to vẫy hướng Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh không có quay người, tiện tay huy động kỳ lân phất trần, gió mạnh đem nọc độc đẩy trở về, vẫy vào ngàn chân yêu ma trên thân. Hỏng bét. Ngàn chân yêu ma quá sợ hãi lập tức chạy trốn. Một nói toạt ra không tiếng truyền đến. Hưu. 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 Một đạo kim quang tại trong động quật nhanh chóng vọt đi, qua lại phản phục, như có vạn thiên kim quang đang lóe lên, hai hơi về sau, kim quang biến mất, ngàn chân yêu ma hóa thành từng khối tàn chi rơi trên mặt đất, nhấc lên cuồn cuộn bụi đất. Kim lân ngọc dịp trở lại khương trường sinh trước mặt, phía trên không có một tia nọc độc. Khương Trường Sinh không nhìn ngàn chân yêu ma thi thể, đi đến trước tấm bia đá, hắn phát hiện trên tấm bia đá khắc lấy lít nhít cổ quái văn tự, hắn không biết này chủng văn tự. Hắn đem thần thức dò vào lông mạch bên trong, phát hiện bên trong có cùng loại tu tiên cấm chế phong ấn thuật, một khi đánh tan, bia đá đem vỡ nát, phía dưới bàn bạc khí vận đem sông tới, đánh nát 13 châu đại địa, khi đó nhất định dân chúng lầm than. Cái đồ chơi này không thể chạm vào. Khương Trường Sinh nhìn một lúc lâu, mới rời đi. Hắn trở lại Long Khởi quan bên trong, ngồi tại trên giường suy tư. Trong tấm bia đá phong ấn thuật rất cổ lão, cũng rất mạnh, hắn dù có thế phá, nhưng cảm giác đột phá tầng thứ bảy trước đó hắn không cách nào phá giải phong ấn này thuật. Nói cách khác, thi thuật giả vô cùng có khả năng siêu việt kiền không cảnh. Kết hợp với tiêu điệu thiên nói, 13 châu tại trước đây thật lâu võ đạo cường thịnh, yêu ma tung hoành, rõ ràng là thường cổ võ giả lưu lại. Mặt khác, long mạch linh khí cùng thiên địa linh khí khác biệt, chỉ thích hợp võ giả hấp thu, hẳn là long mạch chính là nhân tạo. Không quản như thế nào, long mạch mầm tai và xem như kết thúc. Càng vũ 19 năm, ngươi phát hiện yêu ma thôn tính long mạch khí vận, ngươi xuất thủ ngăn cản, tao ngộ yêu ma tập kích, ngươi thành công còn sống sót, thu được sinh tồn ban thưởng, pháp thuật tiên thiên hóa rừng, khương trường sinh lập tức bắt đầu truyền thừa cái này pháp thuật. Tiên thiên hóa rừng chi thuật, có thể tụ tập tiên thiên linh khí, cùng trên buồn đất nhanh chóng sinh ra cây rừng đến, quá trình này hội tiêu hao đại lượng linh lực. Đây cũng quá phụ trợ đi. Khương Trường sinh âm thầm thổ tàu, hắn đi theo sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn nghĩ chuyển một ngọn núi đến cửa thành bắc bên ngoài, tại giữa hai ngọn núi thành lập cầu gỗ, đem các đệ tử đưa qua, hiện tại hắn ở tòa này núi sau này sẽ là Long Khởi Quan cấm địa, có thế thanh tịnh điểm, mà Long Khởi Quan còn có thể mời chào càng nhiều đệ tử. Cảm tạ không phải thần thâu lúc giờ khen thưởng 1.500 kỳ đi ăn tiền. Đạo quả xe điện đụng khen thưởng 1.500 kỳ đi ăn tiền. Du lần quan khen thưởng 3.000 kỳ đi ăn tiền. Sinh hoạt 1.985 khen thưởng 1.500 kỳ đi ăn tiền. Nguyên khí tử hằng khen thưởng 1.800 kỳ đi ăn tiền. Tuyệt về con khen thưởng 1.500 kỳ đi ăn tiền. Tử hồn đăng khen thưởng 1.500 kỳ đi ăn tiền. Quá bất thường khen thưởng 1.500 kỳ đi ăn tiền. Hỏa khắc kim suy ngưu khen thưởng 1.200 kỳ an tiền chờ một chút trên một chương ta sai rồi, nhìn không được. Xin lỗi quy a quy, đợi lát nữa tiếp tục đăng chương mới. Tấu chương xong. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 Bàn Sơn Làm sao bàn Sơn? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Vừa thành tiên thần, Tử tôn cầu ta xuất sơn chương 86 Bàn sơn Làm sao bàn sơn? Tác giả Mặt ta cười phân loại Cái khác thời gian đổi mới 20-22 11.24 ngày 11 tháng 6 năm 39 càng vũ 20 năm, tân xuân vừa qua khỏi Cao tuổi trần lễ đến đây bái phỏng Khương Trường Sinh, còn mang đến năm nguyên đặc sản Hai người tại trong đình viện bả rượu ngôn hoang. Gần đây, Trần Lễ Từ đi quan chức, an tâm tại phủ đệ dưỡng lão, Khương Trường Sinh đã 70 tuổi, mà hắn thì hơn 80 tuổi, cũng nên hảo hảo hưởng thụ năm tháng còn lại. Bệ hạ tìm tới Tiền Triều Hoàng Thất Lưu lại bảo khố, gần nhất đều không thế nào vào Triều, không biết phát hiện cái gì. Trần Lễ lung lay chén rượu nói: "Đại cảnh vì vững chắc giang sơn, mở rộng rất nhiều chức quan, thẳng đến cuối năm mới hoàn toàn ổn định lại." Khương Tử Ngọc đem trong tay chính vụ đều ném cho Khương Tú cùng ba tỉnh, cả ngày đợi tại trong tẩm cung luyện công. Khương Trường Sinh cũng chú ý tới việc này, Khương Tử Ngọc càng không thiên kinh đã đi vào bình cảnh, lại hướng lên chính là tu tiên, làm sao võ đạo thế giới quy tắc hạn chế, hắn vô pháp lại tiến bộ, hắn không thể không chuyển tu cái khác võ học, đối với cái này, Khương Trường Sinh cũng không có cách nào. Hoang Xuyên cũng là như thế, bất quá hắn kim tu cái khác võ đạo công pháp, lại thêm trác tuyệt tư chất đi thẳng tại khương tử ngọc phía trước càng không thiên kinh nhiều nhất có thể khiến người ta tu luyện tới thần tâm cảnh đặt ở mấy chục năm trước đủ nhưng bây giờ không đủ dùng bây giờ đại cảnh thông thiên thần tâm càng ngày càng nhiều càng không thiên kinh rất khó duy trì ngày xưa địa vị khương trường sinh cười nói bệ hạ mệt mỏi nhiều năm như vậy dù sao cũng nên nghỉ ngơi một chút tiên hoàng từng say mê hậu cung võ tổ hoàng đế càng là say mê tiên đạo đại cảnh cũng không có vì vậy sụp đổ trần lễ gật đầu cảm khái nói xác thực cũng nên thả lỏng gần đây không vì quan ta cả ngày bồi tiếp tặng tôn đấu dế ngươi đừng nói còn rất có thú trường sinh ngươi cũng chơi đùa thôi dù sao ngươi bình thường không chuyện làm về phần luyện công mỗi ngày bảo trì chính là không đáng kia a khắc khổ bây giờ ngươi thế nhưng là thiên hạ đệ nhất một giây ghi nhớ nhìn sách đi http can su tám Nét Khương Trường Sinh lắc đầu nói. Chỉ là đại cảnh thiên hạ đệ nhất mà thôi, chúng ta dưới chân phiến đại địa này bao la đến mức nào, ai có thể rõ ràng, trừ phiến đại địa này, hải dương một bên khác có tồn tại hay không càng rộng lớn thiên địa, cũng là chuyện không biết. Trần Lễ khoát tay, không nhìn được nói. Ta tự nghe không quen ngươi nói những lời này, chúng ta những này phàm phu đều không có ngươi sầu lo, đến uống rượu, uống rượu. Hắn rõ ràng đã say, Khương Trường Sinh cũng không so đo, cùng hắn chạm cốc. Một chén ly sau, Trần Lễ cuối cùng vẫn là gục xuống bàn. Hắn dương mắt hỏi. Trường Sinh, ngươi hiện tại, muốn làm cái gì? Khương Trường Sinh trầm ngâm nói. Ta nghĩ chuyển một ngọn núi. Cách đó không xa Bạch Kỳ lúc đầu buồn ngủ liên tục, nghe nói như thế giật mình. Bàn Sơn. Nó không nghe lầm chứ. Bàn Sơn. Vậy còn không đơn giản, chuyển chiếu sao? Bệ hạ kia a à kính trọng ngươi. Này thiên hạ núi, ngươi nghĩ chuyển cái kia tòa chuyển cái kia tòa. Trần lễ ngồi xuống cười nói, sau đó ở rượu, lần nữa ngã sắp tại trên bàn. Khương trường sinh khổ não nói. Ta này không phải đang xoắn suýt chuyển cái kia ngọn núi sao? Mười ba châu có ngũ đại kỳ phong, ta đề cử. Chuyển thiên núi, thiên núi liên miên ngàn dặm. Quá lớn mang không nổi, vậy liền chuyển, chuyển võ phong, võ phong chỉ là một ngọn núi, tốt chuyển điểm, chỉ cần ngươi khí lực đủ lớn, khương trường sinh nhãn tình sáng lên, võ phong ngược lại là có thể, võ phong nguyên bản có môn phái, làm sao bị dương chiêu đế phần thiên các đánh hạ, môn phái giải tán, cũng không biết võ trên đỉnh bây giờ nhưng có người ở, có người ở không có chuyện gì, cùng lắm thì tán bạc hắn ngày bình thường không có tiêu xài, tiền tài tích lũy rất nhiều. Khương Trường sinh lâm vào mơ màng bên trong. Bạch Kỳ cúi đầu, ám đạo nguyên lai là đang nói mê sản. Nó gặp qua võ phong, cỡ nào hùng tuấn, há lại nhân lực có thế giời. Ngày hôm sau, Trần Lễ bị Trần Gia Hạ Nhân khiên xuống núi, Khương Trường Sinh thì gọi tới Lăng Tiêu. Sư phụ, chuyện gì? Lăng Tiêu hỏi. Ngày bình thường, khương trường sinh rất ít gọi hắn cho nên hắn rất là tò mò khương trường sinh cười hỏi ngươi hành tẩu qua giang hồ có thế từng đi qua võ phong lăng tiêu gật đầu nói đi qua sư phụ vì sao hỏi thăm võ phong khương trường sinh hồi đáp ta muốn đem võ phong đem đến cửa thành bắc bên ngoài xem như long khởi quan tòa thứ hai núi nghe vậy lăng tiêu mí mắt cuồng loạn xấu hổ cười nói sư phụ làm gì đùa đồ, đồ nhi bạch kỳ ngẩng đầu chính tại quét trác vong trần dừng lại hoa kiếm tâm cùng khương tiễn cũng định chỉ luyện võ tất cả đều nhìn về phía khương trường sinh biểu tình quái dị như thế nào lừa ngươi ngươi trước tạm tiến về võ phong nếu là trên núi có người dùng tiền tài phân phát bọn hắn sau đó tại võ phong chờ ta khương trường sinh nhấc tay khẽ vẫy một túi tiền từ trong nhà bay ra rơi vào lăng tiêu trong ngực lăng tiêu mộng thật không phải nói đùa hay là nói, hắn lý giải sai rồi. Này bàn sơn không kia bàn sơn. Mau đi đi, ở trên núi chờ ta. Khương Trường Sinh trừng lăng tiêu một chút, lăng tiêu chỉ có thể kiên trì đón lấy việc này, sau đó quay người rời đi. Hoa kiếm tâm đi tới, hiếu kỳ hỏi. Ngươi muốn làm sao bàn sơn? Khương Trường Sinh nói. Thử một chút, còn chưa nhất định thành công đâu, đúng, ngươi có không đi tìm tử ngọc, để hắn đem cửa thành bắc bên ngoài chia cho Long khởi quan. Dưới chân thiên tử, không thể cưỡng chiếm địa. Hoa kiếm tâm nghe xong, nguyên lai hắn là nghĩ luyện công, nàng thật đúng là cho là hắn có thế bàn sơn, nàng gật đầu cười cười, quay người tiếp tục đi chỉ điểm Khương Tiễn. Bạch Kỳ sững sờ chầm chầm Khương Trường Sinh, chẳng biết tại sao, nó luôn cảm thấy Khương Trường Sinh cũng không phải là thử một chút đơn giản như vậy. Này yêu đạo luôn có thể làm chút chuyện ngoại hạng tới một bên khác. Lăng Tiêu trở về phòng thu thập xong bao phục, liền hướng phía sơn môn đi đến. Ven đường, hắn gặp được Hoang Xuyên, Hoang Xuyên gặp hắn một bộ muốn đi xa bộ dáng, không khỏi trêu chọc nói: "Sư đệ, lại nghĩ xuống núi tung hoành giang hồ?" Lăng Tiêu lắc đầu, chuẩn bị vọng qua Hoang Xuyên, lại bị hắn ngăn lại. "Nói một chút thôi, sư huynh là quan tâm ngươi, sợ ngươi nghĩ quẩn." Hoang Xuyên đem Lăng Tiêu ngăn ở tiểu trên cầu cười hắc hắc nói. Lăng tiêu mắt trợn trắng, biết được vị sư huynh này chính là rảnh đến nhàm chán, từ khi hoang xuyên đột phá thần nhân sau, vẫn nghĩ chứng minh mình, làm sao xem bên trong không có đám thần nhân khác, ngày bình thường cũng rất ít có cao thủ tuyệt thế đến đây khiêu chiến, hắn kìm nén đến hoảng. Thật vất vả thành tựu thần nhân, lại không thể chứng minh mình cường đại, hoang xuyên nhanh uất ức. Lăng tiêu bất đắc dĩ nói. Sư phụ để ta đi võ phong đi võ phong làm gì? Sư phụ muốn bàn sơn, để ta sớm đi phân phát người trên núi. Bàn sơn. Ngươi tại kéo cái gì con bê? Tự mình đi hỏi sư phụ đi, tránh ra. Lăng tiêu không nhịn được đẩy ra hoang xuyên, tiếp tục lên đường. Biết được hắn cũng không phải là nghĩ quẩn, hoang xuyên liền không ngăn cản nữa, chỉ là trong lòng của hắn tràn đầy hoang mang. Bàn sơn. Làm sao bàn sơn? Bàn sơn làm sao bàn sơn khương tử ngọc trừng to mắt kinh ngạc hỏi bên cạnh chính tại đọc qua tấu chương khương tú cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hoa kiếm tâm hoa kiếm tâm bất đắc dĩ nói ta làm sao biết sư phụ ngươi thần bí ngươi cũng không phải không rõ ràng không ai biết được hắn suy nghĩ gì hắn có thể làm cái gì dù sao hắn muốn cửa thành bắt bên ngoài ngươi có cho hay không đi khương tử ngọc đặt chén trà xuống nói sư phụ muốn trẫm tự nhiên cho, nếu là bàn sơn, cần nhân thủ sao, Long khởi quan đệ tử cũng không đủ a, à? trẫm có thể chiêu mộ 10 vạn người đi gỡ núi, bàn sơn. Hắn coi là Khương Trường Sinh bàn sơn là một kiện tốn thời gian phí sức sự tình, liền như là ngày xưa cảnh vũ tổ tu kiến kênh đào. Hoa kiếm tâm lắc đầu nói. Không cần, bệ hạ chỉ cần đem chia cho Long khởi quan. Khương tử Ngọc vui vẻ, cười nói. Trẫm chuẩn, hôm nay tự nhóm, trẫm cũng phải nhìn một cái sư phụ như thế nào bàn sơn. Hoa kiếm tâm gật đầu, xoay người lại đến Khương Tú bên cạnh, quan tâm tôn nhi gần đây trôi qua như thế nào. Khương Tử Ngọc lần nữa nâng chung trà lên, chỉ là hắn tâm tư lệch. Phụ thân thật muốn bàn sơn. Lăng tiêu sau khi rời đi, Khương Trường Sinh vẫn như cũ mỗi ngày luyện công, lăng tiêu trên thân có luân hồi ấn ký, khi luân hồi ấn ký không còn tiếp tục kéo dài khoảng cách, bảo trì hai ngày, đã nói lên lăng tiêu đến võ ngọn núi. Vừa vặn hắn không biết đường, để lăng tiêu khi phương hướng đèn, thuận tiện xử lý việc vặt. Từ ti châu đến võ phong vẫn là có một đoạn đường rất dài trình, Khương Trường Sinh cũng không vội. Sau năm ngày, Hoàng Xuyên đến đây, hắn đi vào địa linh dưới cây, nói. Sư phụ, có một vị tự xưng đến từ hiển thánh động thiên người đến đây bái phỏng, công bố cùng tứ hải hiền thánh là quen biết cũ. Khương Trường Sinh không có mở mắt, bình tĩnh nói để hắn vào đi hắn cảm nhận được đối phương khí tức thật không đơn giản chính là một tôn thần nhân bất quá hắn công pháp đặc thù Hoang Xuyên không phát hiện được công lực Khương Trường Sinh bây giờ danh chấn thiên hạ có thể gặp hắn dám đến gặp hắn tự nhiên yếu nhất cũng là thần nhân cảnh giới lại thấp điểm cũng không dám đến cũng không có tư cách gặp hắn rất nhanh Hoang Xuyên mang theo tứ hải hiền thánh hàng phong sư huynh đến đây tại hạ hàng phong gặp qua đạo tổ. hằng Phong ôm quyền hành lễ, hắn ám đạo tốt một cái đạo tổ, này trú nhan thuật nhưng so sánh động thiên trong lão quái vật nhóm còn muốn lợi hại hơn. Hoang xuyên lui ra, không dám đánh nhiễu, hoa kiếm tâm cũng nắm Khương Tiễn rời đi. Khương Trường sinh mở mắt ra, mỉm cười hỏi. Tứ Hải Hiền Thánh đã hoàn hảo. hằng Phong như trút được gánh nặng, mặt giãn ra vui cười, nói. Tứ Hải Sư Đệ thời gian rất nhàn nhã, mỗi ngày uống rượu tác nhạc, có rảnh rỗi sẽ dạy cho bảo bối của hắn đồ đệ, đúng, chính là đại cảnh nhị hoàng tử Khương La, Khương La thật sự là hạt giống tốt, dĩ nhiên luyện thành chúng ta hiển thánh động thiên cái thế thần công, ngày sau có hy vọng chứng được kim thân. Khương Trường Sinh Hiếu Kỳ hỏi, kim thân cảnh tại hiển thánh động thiên cũng rất ít sao? Hằng Phong xấu hổ nói, hiển thánh động thiên chính là thế tục bên ngoài võ đạo chi địa, nhưng cũng không phải là người người đều là kim thân cảnh. Ồ, hiển thánh động thiên nhưng có kim thân cảnh phía trên cảnh giới. Cái này. Vãn bối không biết, nên có đi, trong động thiên chia làm mấy trọng thiên, đệ tử không được vượt cấp hỏi thăm. Khương Trường Sinh hơi thất vọng, làm sao hiển thánh động thiên giống như triêu tông, dài cấp xâm nghiêm như thế, là sợ tình báo tiết lộ sao. Hằng Phong lấy lại tinh thần nhi đến, nói. Vãn bối lần này đến đây, chính là thụ gia sư nhờ vả, gia sư muốn mời ngài tiến về hiển thánh động thiên làm khách, gia sư chắc chắn hảo hảo chiêu đãi ngài, cũng sẽ không bắt buộc lưu ngài tại hiển thánh động thiên. Khương Trường Sinh lắc đầu nói. Xin lỗi, ta không thể đi, thay ta cảm ơn ngươi sư phụ, đại cảnh vừa vững chắc gian sơn, ta đi không được. Mặc dù hắn có lòng tin đối phó hiển thánh động thiên, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất hiển thánh động thiên có thủ đoạn cạo chết hắn đâu đi không được. Này đại cảnh Giang Sơn hắn cũng còn không thấy đủ, đi cái gì hiển thánh động thiên. Hằng Phong vội vàng nói. Gia sư nguyện truyền tiền bối đoạt thiên chân Long Công, này công không kim thân cảnh không được tu luyện, tu luyện về sau, có thể hấp thu vương triều khí vận, cổ vũ công lực, đại thừa Long Lâu chân Long chi khí chính là đoạt thiên chân Long Công cơ sở thiên, luyện tới đại thành, có thể ngưng tụ khí vận chân Long, cực kỳ cường đại. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 Thần công tới tay, võ phong dưới chân. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vừa thành tiên thần, tử tôn cầu ta xuất sơn chương 87. Thần công tới tay, võ phong dưới chân tác giả. Mặt ta cười phân loại. Cái khác thời gian đổi mới. 20-22 11.24 ngày 11 tháng 6 năm 44 hào phóng như vậy, ta cần bỏ ra cái gì? Khương Trường Sinh chầm chầm Hàng Phong, dùng trêu chọc ngữ khí hỏi. Hàng Phong hồi đáp. Thực không dám giấu giếm, hiển thánh động thiên muốn kéo lũng tiền bối, để ngài gia nhập hiển thánh động thiên, sợ dĩ mở ra điều kiện, này không phải sợ tiền bối không đi sao, dù sao cũng phải lấy ra thành ý đến, tiền bối trước tiên có thể đi với ta nhìn nhìn, nếu là ngài không muốn gia nhập hiển thánh động thiên, có thể mang theo đoạt thiên chân long công về đại cảnh. Niềm tin của hắn tràn đầy, nhận định Khương Trường Sinh chỉ cần đi hiển thánh động thiên liền sẽ không lại trở về. Khương Trường Sinh hiếu kỳ hắn lực lượng. Bạch Kỳ, nhắm mắt. Khương Trường Sinh bỗng nhiên nói, nghe vậy, chính nghe được say sương ngon lành Bạch Kỳ toàn thân lắc một cái, vội vàng nhắm mắt. Hằng Phong kinh ngạc, vì sao muốn nhắm mắt, ngay sau đó hắn tự đối trên Khương Trường Sinh trồng mắt màu vàng ống huyễn thần đồng. Hằng Phong nháy mắt hoảng hốt, ngu ngơ tại nguyên địa. Khương Trường Sinh hỏi. Hiển thánh động thiên phái ngươi đến đây, là thật tâm mời ta. Hằng Phong ngay người như phỏng hồi đáp. Phải. Vì sao hiển thánh động thiên tin tưởng như vậy, dựa vào cái gì cho rằng ta đi liền sẽ không trở về? Hiển thánh động thiên ở vào đại lục trung tâm, độc lập tồn tại ở một mảnh trong tiểu thiên địa, bên trong ẩn chứa đại lượng võ đạo tu hành tài nguyên, mà thập phương triêu tông chính là hiển thánh động thiên nâng đỡ tông môn nó mục đích là bảo vệ phiến đại lục này bất kỳ võ giả chỉ cần đi qua hiển thánh động thiên đều muốn giữ lại bởi vì tại hiển thánh động thiên tập võ hơn xa tại tại bên ngoài truyền thuyết đại lục chính con rồng mạch chính là hiển thánh động thiên lão tổ sáng tạo hiển thánh động thiên vì sao gọi động thiên ta từng nghe sư phụ nói qua động thiên không chỉ là tiểu thiên địa đơn giản như vậy cũng đại biểu cho các đệ tử tu hành mục tiêu cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng quả nhiên hiển thánh động thiên chi danh bắt nguồn từ động thiên cảnh khương trường sinh trước mắt tương đương với ba động thiên chi cảnh cũng không biết động thiên chi cảnh có mấy tầng hắn tiếp tục hỏi thăm hằng phong thành thật trả lời hằng phong xác thực không rõ ràng hiển thánh động thiên có hay không kiền không cảnh nhưng hiển thánh động thiên kim thân cảnh không phải số ít phần lớn là lâu dài bế quan lão quái vật Bạch Kỳ ở một bên nghe được miên man bất định, nó phản phất mở ra mới thiên địa một cái cửa lớn, đồng thời nó biết mình xong. Cả một đời không có khả năng ly khai long khởi quan, nếu không yêu đạo tất nhiên giết sói diệt khẩu. Còn tốt nó cũng có ý đó. Gần đây, Khương Trường Sinh đem huyền bên trong bá thể truyền thụ cho nó, để nó thật cao hứng. Cái này thế giới yêu thú trên bản chất cũng là luyện võ, võ đạo cùng tiên đạo lớn nhất khác biệt chính là võ đạo tôi thể, bất kỳ chiêu thức đều là lấy nhục thân đánh ra, cương mảnh trực tiếp, tiên đạo càng thêm mờ mịt, tỉ như đằng vân giá vũ, đại diễn bàn sơn thuật, cao thâm mạc trắc, cũng không phải là trực tiếp đánh ra linh lực đơn giản như vậy, chuẩn xác mà nói tiên đạo càng sớm dính đến thiên địa quy tắc chi lực, còn có linh hồn chi đạo. Mặt khác, Khương Trường Sinh hấp thu thiên địa linh khí là võ giả không cảm giác được, yêu thú ngược lại là có thể cảm nhận được. Có lẽ đây chính là yêu thú bước vào tu hành sau sống được so võ giả càng lâu nguyên nhân bất quá yêu thú dụ có thế cảm nhận, nhưng cũng là dùng để tôi thể, kích thích nhục thân, sinh sôi yêu lực, đây là nầy phương thế giới quy tắc, vô pháp cải biến, duy chỉ có khương trường sinh tu tiên, nhưng trực tiếp chuyển hóa thành linh lực, làm ít công to, mà lại càng mạnh. Khương trường sinh hỏi thăm hồi lâu, sau đó mang theo hàng phong đi vào trong phòng, tại hàng phong trong ý thức, khương trường sinh biến thành sư phụ hắn, sư phụ, hắn tự nhiên nói gì nghe nấy. Đưa ngươi tập được tất cả võ học, toàn bộ viết xuống đến một chữ không kém khương trường sinh phân phó nói mà theo hằng phong sư phụ một mặt nghiêm túc nói hôm nay vi sư muốn khảo nghiệm ngươi đem ngươi tập được tất cả võ học toàn bộ viết xuống đến một chữ không kém hằng phong gật đầu ngồi tại trước bàn bắt đầu múa bút thành văn khương trường sinh ở bên cạnh yên lặng nhìn xem không ngừng đưa giấy còn giúp hắn mài mực này để hằng phong rất cảm động sư phụ rất ít này dạng quan tâm hắn một canh giờ sau hai người đi ra phòng ốc đi vào lúc trước chỗ đứng khương trường sinh ngồi xuống giải trừ huyễn thần đồng cũng xóa đi vừa rồi kia đoạn ký ức hằng phong trở nên thanh minh nói theo tiền bối gia sư là thật tâm thực lòng nhìn tiền bối hảo hảo cân nhắc khương trường sinh nói nói thật ta rất lo lắng dù sao đại thừa long lâu thông vũ cốc Tụ tin lâu cho ta thật không tốt ấn tượng, nếu là ngươi sư phụ tự mình đến đây, ta còn có thể tin, ngươi đi về hỏi hỏi ngươi sư phụ, có muốn tới không, cho dù không thể đồng ý, ta cũng nguyện dân lên tuyệt học của ta. Hằng phong lâm vào đang do dự. Bạch kỳ ánh mắt trở nên cổ quái, chỉ cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Ngươi này trúng ta. Dĩ nhiên không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Bạch kỳ đột nhiên cảm thấy kia cái gọi là hiển thánh động thiên tính không được cái gì sớm muộn sẽ bị yêu đạo trêu đùa, chỉ mong hiển thánh động thiên không nên đắc tội yêu đạo, miễn cho đi vào tam phương triêu tông theo gót. Tốt à! Hàng Phong chỉ có thể đồng ý, chỉ ít chuyến này không tính đi không được gì, đại cảnh đạo tổ tuyệt học vẫn rất có phân lượng. Cứ như vậy, Hàng Phong cáo từ rời đi. May mắn Hàng Phong trên tay không có biểu, hiện tại cũng không có tới gần chạng vạn tối. Khương Trường Sinh nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, lộ ra tiếu dung đoạt thiên chân long công đã tới tay, còn đi cái gì hiển thánh động thiên. Khương Trường Sinh cũng không nghĩ đến, kim thân cảnh mới có thể tuyệt học, Hàng Phong dĩ nhiên nhớ kỹ, này tiểu tử sẽ không là hiển thánh động thiên tàng kinh các thủ hộ đệ tử A. Trong vòng một canh giờ, Hàng Phong viết xuống chính bộ tuyệt học, trong đó bao quát đoạt thiên chân long công, Khương Trường Sinh sợ bại lộ, liền sớm kết thúc. Điều khiển một tên thần nhân một canh giờ, hắn tiêu hao không ít linh lực, so tru sát kim thân cảnh còn tốn sức khương trường sinh nhắm mắt tu luyện mặc dù vừa đạt tới tầng thứ bảy không lâu nhưng hắn vẫn là được ngày ngày tu luyện không thể lười biếng bạch kỳ không dám hỏi thăm một mình não bổ khẩn trương cực kỳ chờ hoa kiếm tâm khương tiễn trở về nó mới thả lỏng một tháng sau khương trường sinh cảm nhận được lăng tiêu cùng mình khoảng cách không còn kéo dài kéo dài có hai ngày thuyết minh lăng tiêu đã đến võ phong hắn lúc này đứng dậy đằng vân giá vũ rời đi trong chớp mắt tan biến tại chân trời đang đem chơi mộc nhân khương tiễn nhìn ngay người trong tay mộc nhân rơi trên mặt đất hắn cũng không biết một bên khác võ phong giữa sườn núi lăng tiêu đang luyện kiếm đối diện là dãy núi liên miên dãy núi trùng điệp trong không đến cuối cùng võ phong thẳng tắp được đứng ở dãy núi giang cao tới gần ngàn trượng như là một thanh kiếm bốn phương tám hướng đều không có kết nối sơn mạch từng đầu đường núi còn cuốn võ phong, một mực thông hướng đỉnh núi, võ trên đỉnh có không ít động khẩu, sâu không thấy đấy, mà đỉnh núi có một mảnh đất trống, chiếm một diện tích hai dặm, đứng thẳng vài tòa lầu cát, nhưng không có một ai. Đứng ở trên vách núi luyện kiếm, cuối xem dãy núi to lớn, lăng tiêu tâm cảnh đạt đến một loại trạng thái không minh, hắn không còn suy nghĩ một chiêu một thức, bản năng huy kiếm, quanh thân lại xuất hiện một loại thế, thế lấy gió vì hình, lăng lệ bá đạo vị huynh đại này, xin hỏi nơi đây thế nhưng là võ phong. Một thanh âm bay tới, đánh gãy lăng tiêu trạng thái. Lăng tiêu nhíu mày hồi đáp. Phải. Người tới là một nam một nữ, nam anh tuấn thẳng tắp, người mặc bạch y, tay cầm bảo kiếm, khí thế rất mạnh, nữ tiếu mỹ linh động, người mặc áo vàng, ánh mắt chầm chầm lăng tiêu, trong mắt đi dạo, không biết nghĩ cái gì. Lăng tiêu tiếp tục luyện kiếm, không còn phản ứng. Nam tử áo trắng quan sát tỉ mỉ, tán thán nói. Huynh đài kiếm không sai, không phải là ngày xưa kiếm tuyệt tuyệt học. Lăng tiêu thu tay lại, quay người hỏi. Các hạ thế nào biết? Nam tử áo trắng cười nói. Thiên hạ kiếm pháp, ta biết được bảy tám, vừa lúc biết được kiếm tuyệt tuyệt học. Lăng tiêu nhíu mày, đột nhiên phát hiện nhìn mình không thấu đối phương. Áo vàng nữ tử cười nói. Đại ca, bằng không thu hắn đi, chúng ta muốn tại võ phong khai tông lập phái há có thể không có cao thủ nam tử áo trắng gật đầu ánh mắt nhìn về phía lăng tiêu nói huynh đài ta xem thực lực ngươi không sai không bằng gia nhập chúng ta ta để ngươi làm phó trưởng môn nghe vậy lăng tiêu lắc đầu nói nếu như các ngươi nghĩ tại võ phong khai tông lập phái vẫn là thôi đi núi này sư phụ ta muốn hắn cũng không ngạc nhiên lúc mới tới trên núi đã có một đám người hắn dựa vào tiền tài cùng long khởi quan uy danh đem đối phương đuổi đi xin hỏi huynh đài sư phụ là ai nam tử áo trắng hỏi lăng tiêu hồi đáp gia sư chính là đại cảnh đạo tổ ngươi là long khởi quan đệ tử áo vàng nữ tử hoảng sợ nói nàng nhãn tình sáng lên chăm chú nhìn lăng tiêu để lăng tiêu rất không thoải mái lăng tiêu nói hai vị xuống núi thôi Nam tử áo trắng cười nói. Long khởi quan tại Ti Châu, cách nơi này cách xa mấy ngàn dặm, các ngươi như thế nào chiếm núi, là muốn khai thác một loại nào đó tài nguyên sao, tại hạ nguyện xuất tiền tài, mua xuống núi này. Lăng tiêu nhíu mày, mặt lộ không kiên nhẫn chi sắc. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào lăng tiêu bên cạnh. Nam tử áo trắng con ngươi co rụt lại, âm thầm kinh hãi, hắn hoàn toàn không có cảm nhận được đối phương khí tức đối phương là từ trên núi nhảy xuống. Người đến chính là Khương Trường Sinh. Lăng Tiêu nhìn thấy là Khương Trường Sinh, vội vàng ông quyền hành lễ, nói: "Sư phụ". Khương Trường Sinh gật đầu, hắn nhìn về phía nam tự áo trắng, nói: "Núi này ta muốn, các ngươi xuống núi thôi, đợi lát nữa ta liền muốn dọn đi". Dứt lời, hắn thuận đường núi hướng dưới núi đi đến, Lăng Tiêu vội vàng đuổi theo. Hắn nghĩ thưởng thức một chút võ phong phong cảnh khó được ra một chuyến. Nam tử áo trắng sững sờ tại nguyên địa. Áo vàng nữ tử nhìn không được hỏi. Đại ca, hắn hẳn là chính là đạo tổ. Hắn mới vừa nói cái gì, hắn muốn bàn sơn. Khương trường sinh trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là đại cảnh đạo tổ? Hắn nhìn so vừa rồi vị kia kiếm khách còn muốn trẻ tuổi, cùng với nàng không chênh lệch nhiều. Nam tử áo trắng đồng dạng hoang mang, hắn hít sâu một hơi, nói xuống núi thôi, nhìn nhìn hắn muốn làm gì, có lẽ Long khởi quan đệ tử cũng tới, không nên phát sinh xung đột. Hai huynh muội đi theo xuống núi. Ven đường, Khương Trường Sinh hướng Lăng Tiêu hỏi thăm này đoạn thời gian kinh lịch, Lăng Tiêu chi tiết giảng thuật. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đi vào chân núi, Khương Trường Sinh bắt đầu tìm kiếm thích hợp bàn sơn góc độ, Lăng Tiêu nhắm mắt theo đuôi, trong lòng của hắn cũng rất tò mò, sư phụ muốn làm sao bàn sơn đôi huynh muội kia cũng xuống núi khương trường sinh căn bản không sợ bọn họ nhìn thấy này một lần bàn sơn hắn không có ý định lén lút vừa vặn hướng thế nhân triển hiện mình cường đại bắt tù binh khổng lồ hương hỏa giá trị lượng quanh non nửa vòng khương trường sinh dừng lại hắn đi đến một mảnh vách núi trước từ nơi này bắt đầu nên dễ dàng chút võ phong chiếm diện tích đường kính đạt tới sáu bảy dặm lại thêm cao ngàn trượng được cho cự nhạc áo vàng nữ tử nhìn không được nói uy Ngươi muốn bàn sơn, ngươi người đâu? Khương Trường Sinh đem kỳ lân phất trần đeo ở hông, cười nói. Bàn sơn mà thôi, cần gì hắn người? Áo vàng nữ tử mắt trận trắng, nói. Liền dựa vào các ngươi hai sư đồ, đào cả một đời, vận cả một đời, cũng mang không hết A. À. Cảm tạ như khi đời sau này ở đâu khen thưởng 5.000 kỳ đi ăn tiền, thanh phong mệnh khen thưởng 2.100 kỳ đi ăn tiền, du lần quan khen thưởng 1.500 kỳ đi ăn tiền. Diệt gì gờ gì gờ khen thưởng 500 kỳ đi an tiền. Trần Thế Bụi Đất khen thưởng 333 kỳ đi an tiền chờ một chút đổi mới bắt đầu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Đây là thần tiên tại bàn Sơn A, bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vừa thành tiên thần, tử tôn cầu ta xuất sơn chương 88 Đây là thần tiên tại bàn Sơn A Tác giả mặt ta cười phân loại, cái khác thời gian đổi mới. 22.22.11.24.11.17.55 đối mặt áo vàng nữ tử chất vấn, khương trường sinh không còn trả lời, hai tay của hắn đặt tại vách núi bên trên, điều động linh lực, hắn ánh mắt ngưng lại, trực tiếp thi triển thần thông bàn sơn, hắn linh lực tại ngọn núi bên trong cấp tốc lan tràn. lăng tiêu nam tử áo trắng, áo vàng nữ tử chăm chú nhìn hắn không thể nào. Lăng tiêu cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn tin tưởng sư phụ sẽ không nói dối, nếu như Khương Trường Sinh thật muốn lấy sức một mình di chuyển võ phong. Nam tử áo trắng cảm nhận được Khương Trường Sinh khí thế, hải hùng khiếp vía. Đây chính là đại cảnh đạo tổ công lực sao? Tru sát kim thân cảnh công lực. Áo vàng nữ tử thấy Khương Trường Sinh cứng đờ bất động, buồn cười. Thực sẽ suy ngưu. Nàng đang muốn mở miệng trêu chọc, đột nhiên, đại địa rung động. Âm âm, ba người bị động lắc ngã trái ngã phải, vội vàng vận công, dùng chân khí ổn định cước bộ, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Khương Trường Sinh. Chỉ thấy Khương Trường Sinh trên người câu trần thiên công đại vũ bào bắn ra ống ánh huỳnh quang, để hắn như phục tiên thần khí phái, khí thế siêu tuyệt, làm bọn hắn cảm thấy ngạc thở. Khí thế thật là đáng sợ. Nam tử áo trắng chưa hề cảm thụ qua như vậy khí thế cường đại, cho dù là hắn phụ thân, cũng còn lâu mới có được như vậy cường đại. Hắn. Rốt cuộc là ai? Nam tử áo trắng động dung, nghẹn họng nhìn trân trối nhìn qua Khương Trường Sinh, không còn lúc trước thông dong thần thái. Áo vàng nữ tử miệng nhỏ dương thật to, đều nhanh nuốt vào một viên trứng gà, cho dù là Khương Trường Sinh độ đệ lăng tiêu cũng mặc lộ vẻ không thể tin được. Tại ba người rung động thần sắc hạ, Khương Trường Sinh gầm thét một tiếng. Lên! một tiếng này quát lớn kinh thiên động địa để ba người đinh tai nhức ốc âm âm cự đại hùng vĩ võ phong rung động bay lên thiên địa cự chiến dùng võ phong làm trung tâm đại địa vỡ ra từng đầu khe hở để đại địa vỡ vụn kéo dài tới đến chung quanh trên núi tác động phương viên mấy chục dặm rung động càng là ảnh hưởng đến cách xa mấy trăm dặm lăng tiêu ba người trạm sau lưng khương trường sinh dưới chân mặt đất không có vỡ ra nhưng gần nhất khe hở cách bọn họ không đến xa năm trượng để bọn hắn cực sợ đếm không hết nham thạch trượt xuống lăng tiêu nam tử áo trắng không thể không huy kiếm vung chém xuống thạch thật thật muốn bàn sơn áo vàng nữ tử ngay người lời nói đều nói không trôi chảy âm thanh run rẩy không ngừng ngang trường võ phong đột ngột từ mặt đất mọc lên che khuất bầu trời để ba người chỉ cảm thấy trời sắp tối rồi khương trường sinh hai tay kéo lên vách núi giống như con kiến dời lên voi đánh vào thị giác lực càng là viễn siêu này so sánh lăng tiêu nam tử áo trắng áo vàng nữ tử tất cả đều nhìn ngay người khương trường sinh đưa lưng về phía hắn xuất mồ hôi tráng ta sát kém chút khinh thường võ phong so với hắn trong tưởng tượng còn nặng hơn chỉ dựa vào hắn linh lực rất khó di chuyển cũng may hắn biết thần thông đánh nổ một ngọn núi dễ dàng nâng lên một ngọn núi vậy cũng không dễ dàng khương trường sinh không có đem võ phong thu nhập thể nội hoặc là thu đến lòng bàn tay hắn cứ như vậy dơ chuẩn bị rêu rao hồi kinh hắn đi theo lên không võ phong đồng dạng dâng lên hắn đi theo trượt đến ngọn núi dưới đấy một tay chống đỡ võ phong ra vẻ nhẹ nhõm tư thái khương trường sinh nhìn xuống lăng tiêu nói còn không lên núi không cần vi sư tiễn ngươi một đoạn đường lăng tiêu lấy lại tinh thần nhi đến vội vàng thả người vọt lên nhảy đến trên núi hắn vẫn khiếp sợ, một câu đều nói không ra miệng. Đợi võ phong bay tới không trung, cùng dãy núi kéo ra độ cao kém, Khương Trường Sinh hướng phía Ti Châu bay đi, hắn chỉ cần cảm tri hoa kiếm tâm luân hồi ấn ký liền biết được phương hướng. Võ phong dời đi sau, dãy núi Giang hiển lộ ra một cái chiếm diện tích dài mấy dặm rộng hố to, đầy đất vết trách, như là vẫn thạch rơi xuống đất về sau tràn cảnh. Nam tử áo trắng, áo vàng nữ tử ngu ngơ tại nguyên địa, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần nhi đến, thẳng đến võ phong biến mất tại dãy núi cuối cùng. Áo vàng nữ tử nhìn không được hỏi. Đại ca, đại cảnh thật là võ đạo hoang mạc sao? Làm sao cảm giác so đại lục trung tâm võ đạo vương triều còn khủng bố? Nam tử áo trắng trầm mặt, hắn thế giới quan cũng nát. Bàn sơn A. Mà lại là ngàn trượng cự nhạc. Đây là võ đạo chi lực có thể đạt tới. Quá mẹ nó bất thường. Nam tử áo trắng nỗ lực khắc chế tâm tình trong lòng, bảo trì phong độ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mắng một câu. Mẹ nó. Áo vàng nữ tử nhớ tới lúc trước đối Khương Trường Sinh trêu chọc, không khỏi đỏ mặt. Đồng thời nàng đối Khương Trường Sinh tràn ngập hiếu kỳ, người này cảnh giới võ đạo đến cùng có bao nhiêu cao? Hẳn là đúng như đại cảnh người lời nói, đạo tổ chính là tiên thần hạ phàm. Quan đạo bên cạnh, một gian khách sạn bên trong, một đám áp tiêu tiêu sư chính tại uống rượu ăn thịt. Lúc này, tiểu nhị lão đảo nghiêng ngã chạy vào, kinh khủng gọi nói. Có núi, bay tới. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn về phía hắn, biểu tình cổ quái. Chưởng quỷ trực tiếp đem một khối khăn lau nhét vào trên mặt hắn, mắng. Nói cái gì mê sản, lại ăn vụng rượu. Tiểu nhị đem khăn lau giật xuống đến, hét lớn ta không có nói sai. Ta không có uống rượu. Đột nhiên. Ngoài khách sạn tối xuống, phản phất màn đêm buông xuống, một màn này thấy mọi người ngây người. Bọn hắn vội vàng chạy đến bên cửa sổ, cạnh cửa, thăm dò nhìn ra ngoài, ngay sau đó, tất cả đều ngây ra như phỏng. Một tòa cự đại sơn nhạc chính kinh khách qua đường sạn phía trên. Núi thật đang bay. Ta thiên. Hai biểu ca, ta thật không uống say sao. Các ngươi mau nhìn. Có người. Tà Thiên, thật sự có người, là có người tại Bàn Sơn. Ngự không phi hành, không phải là thần nhân. Nhưng hắn nương, thần nhân có thể Bàn Sơn. Chúng ta sẽ không là gặp quỷ a. À. Võ dưới đỉnh phương, Khương Trường Sinh câu Trần Thiên Công đại vũ bào bắn ra hào quang ống ánh, tại u ám dưới núi như là trong bầu trời đêm minh nguyệt, vô cùng bắt mắt. Khương Trường Sinh tốc độ phi hành không tính chậm, cũng không lâu lắm võ phong tại khách sạn tất cả mọi người nhìn chăm chú tan biến tại chân trời mọi người ở tại chỗ cũ thật lâu không nói khương trường sinh nâng võ phong bay hướng ti châu linh lực tiêu hao rất nhanh đổi lại đột phá trước hắn đoán chừng rất khó đem võ phong đem đến ti châu cũng may hắn đã xưa đâu bằng nay lăng tiêu đi vào trên đỉnh núi nhìn qua bốn phương tám hướng giang sơn phong cảnh hắn hít sâu một hơi hắn ánh mắt trở nên kiên định từ nay về sau hắn không còn sông sáo giang hồ, hắn muốn lấy sư phụ làm mục tiêu, đạt tới như vậy cảnh giới võ đạo. Hắn đột nhiên bắt đầu chờ mong sư phụ đem võ phong đem đến kinh thành tràn cảnh, hoang xuyên sư huynh đoán chừng sẽ bị dọa nước tiểu đi. Trong ruộng, chính tại cày ruộng lão nông đột nhiên ngẩng đầu, trong tay quốc vô ý thức rơi vào trong ruộng. Thạch trên đê chính tại dệt áo phụ nữ nhìn thấy mặt đất dần dần tối xuống, không khỏi ngẩng đầu. Thành trấn trong lui tới bách tính, nhào nhào ngẩng đầu, tất cả đều bị kinh ngốc ta thiên đó là cái gì là núi là núi a dưới núi có người kia là thần tiên sao sẽ không là yêu quái a đây là tiên thần tại bàn sơn a lão thiên hiển linh nhanh quỳ lạy so với người tập võ kinh ngạc phàm nhân càng nhiều hơn chính là hưng phấn xác định võ phong sẽ không tổn thương đến mình nhao nhao quỳ lạy sợ bỏ lỡ này thiên tướng điềm lành Khương Trường Sinh một đường phi hành, phàm là nơi có người, thấy cảnh này, không khỏi là chấn kinh, kinh hô. Tự liền trong sơn giả giả thú, yêu thú đều nhìn ngay người. Một đường bay qua mấy chục tòa thành trì, Khương Trường Sinh khoảng cách Ti Châu tới gần. Kinh Thành Trần Gia trong phủ đệ, cao tuổi Trần Lễ đang cùng tặng tôn đấu dế. Đột nhiên, hắn nhìn thấy từng người từng người võ giả từ Trần Gia phía trên tòa phủ đệ phóng qua, hướng phía cửa thành bắc phương hướng chạy tới. Hắn không khỏi mắng. Một đám vô lễ chi đồ. Lúc này, một tên hạ nhân chạy vào, gấp giọng nói: "Gia chủ, xảy ra chuyện lớn." Trần Lễ Tâm Tình vốn cũng không tốt, lúc này chửi ầm lên: "Cái đại sự gì, trời sập sao? Bây giờ đại cảnh cỡ nào cường thịnh, hẳn là còn có người muốn chết." Không sai biệt lắm. Có cự nhạc hướng phía kinh thành bay tới toàn thành cấm vệ, bạch y vệ đều đã bị điều động, toàn bộ chạy tới cửa thành bắc. Hạ nhân run rẩy trả lời, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Trần lễ sửng sốt, hỏi. Cái gì cự nhạc? Chính là núi, rất lớn một ngọn núi. À. Trần lễ đột nhiên nhớ tới cái gì, liền vội vàng đứng lên, nói. Mau đỡ lão phu đi xem. Tặng tôn gặp hắn chạy, lập tức gào khóc, nhưng lần này trần lễ không quan tâm hắn trong hoàng cung trong ngự thư phòng khương tử ngọc đang ngồi luyện công khương tú tại nhìn tấu chương một tên người áo trắng xông tới nói bệ hạ có thần bí cự sơn chính hướng kinh thành nhanh chóng tới gần khương tử ngọc mở mắt ra cau mày nói lặp lại lần nữa có thần bí cự sơn khương tử ngọc không đợi hắn nói xong đằng một chút đứng lên bước nhanh đi ra cửa phòng Khương Tú đi theo phóng xuống tấu chương. Bọn hắn đứng tại ngự thư phòng trước cửa, liền có thể xa xa nhìn thấy chân trời có cự phong hình dáng, chính đang chậm rãi biến lớn. Hai cha con ngây người. Bọn hắn nghĩ đến trước đó hoa kiếm tâm đến yếu địa, hẳn là. Hai cha con liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau chấn kinh. Long khởi quan bên trong, đạo chung bị khẩn cấp gõ vang, ngàn tên đệ tử nhau nhau chuẩn bị chiến đấu, có đứng tại trên mái hiên, có đi vào trước sơn môn, có đứng tại bên vách núi, tất cả đều nhìn về phía một cái phương hướng. Thiên địa cuối cùng, liên miên sơn lâm phía trên, một tòa cự đại như kiếm bàn sơn nhạc đang theo bọn hắn bay tới. Đó là cái gì? Địch tập sao? Cái gì địch tập A, à? có núi đang bay A, à, đang bay A? À? Không phải là chướng nhãn phát. Hải thị thận lâu A. À? Các đệ tử kinh hô liên tục, hoang xuyên đứng tại trên mái hiên, cả người ngây người hắn nghĩ tới lăng tiêu trước khi đi. Chẳng lẽ sư đệ thật đi điều nghiên địa hình, sư phụ thật muốn bàn sơn. Hắn quay đầu nhìn về phía sư phụ sơn, phát hiện bạch kỳ, vong trần, hoa kiếm tâm, khương tiễn đều đi vào trên mái hiên, trên đỉnh núi chiếm cứ bạch long cũng ngẩng lên đầu rắn to lớn, không thấy sư phụ thân ảnh. Hoang xuyên trong lòng cuồng loạn. Là thật. Hoang xuyên bị chấn động được không biết nên nói cái gì, đầu óc trống rỗng hoa kiếm tâm cũng bị sợ choáng váng nàng tin tưởng khương trường sinh nhưng không nghĩ đến khương trường sinh là trực tiếp bàn sơn bạch kỳ ghé vào trên móng vuốt làm ra cầu nguyện tư thế giờ khắc này khương trường sinh tại nó tâm lý triệt để thành thần tuyệt không phải yêu đạo đây là tiên đạo a à? nhìn qua phương xa kinh thành hình dáng khương trường sinh lộ ra tiếu dung rốt cục muốn tới phía dưới sơn lâm toát ra lần lượt từng thân ảnh tất cả đều là tại phụ cận tập võ võ giả, bọn hắn nhảy vọt đến ngọn cây, ngưỡng vọng võ phong, nhìn thấy Khương Trường sinh thân ảnh. Cái đó là... Có người. Có người tại bàn sơn. Cũng không phải là núi mình đang bay. Kia quan. Tự như là đạo tổ A, kia ngày đạo tổ độ kiếp, ở trên không trung cũng là như thế quan mang. Đạo tổ bàn sơn. Ta thiên, hắn thật là võ giả sao? võ đạo chi cảnh lại có thể mạnh đến tình trạng như thế. Hẳn là từ xưa đến nay những cái kia thần thoại truyền thuyết đều là võ giả chỗ vì. Cảm tạ xin hỏi ân ân khen thưởng 1.500 kỳ đi ăn tiền. Hôm qua lên khung 24 giờ thủ đính là một vạn 6 ngàn ra mặt, phá vỡ chính ta thủ đính ghi chết, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Bắt đầu đuổi thiếu tăng thêm cầu nguyệt phiếu, nguyệt phiếu càng nhiều, ta thiếu chương tiết thì càng nhiều rồi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 89 Tái hiện thần thoại, tăng vọt hương hỏa giá trị Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Vừa thành tiên thần, tử tôn cầu ta xuất sơn chương 89 Tái hiện thần thoại, tăng vọt hương hỏa giá trị tác giả Mặt ta cười phân loại Cái khác thời gian đổi mới 20-22 11.24-11 18. Không không Khương Trường Sinh không nhìn phía dưới võ giả kinh hô, hắn một tay nâng võ phong chạy tới kinh thành cửa thành Bắc. Cửa thành Bắc bên ngoài đất hoang đã phê cho Long khởi quan, Khương Trường Sinh còn cố ý để vạn lý dẫn người đi quay lại, chen vào tấm bản gỗ. Toàn thành trên mái hiên đều đứng bóng người, ngắm nhìn võ phong tới gần. Võ phong bay trên trời cao trong, thực sự là trung động nhãn cầu, để bọn hắn hoảng hốt, không biết xảy ra chuyện gì cửa thành bắc trên tường thành càng là đứng đầy bạch y vệ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Theo võ phong càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy võ dưới đỉnh có người, câu trần thiên công đại vũ bào quan mang thực sự là lóa mắt. Có người tại bàn sơn. Cũng không phải là núi đang bay. Cái này chân tướng ngược lại càng khiến người ta chấn kinh, cái gì nhân tại có thế bàn sơn. Bọn hắn đầu tiên nghĩ đến đạo tổ, hoặc là đến đây khiêu chiến nói tổ cường giả tuyệt thế. Khương Tử Ngọc, Khương Tú, Hàng Thiên Cơ, Trần Lễ chờ người tất cả đều ngốc ngốc nhìn qua một màn này. Võ phong hùng vĩ đến mức nào, Khương Trường Sinh mang cho bọn hắn rung động lại càng lớn. Các ngươi chớ hoảng sợ, từ nay về sau, đây chính là Long khởi quan tòa thứ hai núi. Khương Trường Sinh thanh âm truyền đến, vang vọng thiên khung phía dưới, lệnh toàn thành người đều có thể nghe được, nghe nói như thế, rất nhiều không rõ chân tướng bách tính đều an lòng, sau đó liền chấn kinh đạo tổ dĩ nhiên có thể bàn sơn vẫn là như thế lớn núi nhân gian chân tiên khương trường sinh xác định cửa thành bắc bên ngoài không người sau bắt đầu chậm rãi hạ xuống hắn đem thần thức tản ra tránh võ phong đụng vào cửa thành bắc tiếp theo ảnh hưởng đến long khởi sơn khổng lồ võ phong chậm rãi rơi xuống để cửa thành bắc trên tất cả binh sĩ võ giả khẩn trương long khởi quan các đệ tử cũng đang khẩn trương quan sát khi võ phong tới gần bọn hắn lúc bọn hắn mới có thể cảm nhận được Khương Trường Sinh vĩ lực. Nhân lực tuyệt không có khả năng di chuyển như vậy cự sơn. Hoang Xuyên đột nhiên nhìn thấy Lăng Tiêu đi tại võ phong trên đường núi, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Là thật, tuyệt không phải chướng nhãn phát. Âm âm, võ phong lạc địa, rung động đại địa, nhấc lên cuồn cuộn bụi đất, bao phủ cửa thành bắc phụ cận quảng trường. Một tòa so lông khởi sơn còn muốn khổng lồ sơn nhạc rơi vào cửa thành bắc bên ngoài, vách núi khoảng cách cửa thành không đến hai trường khoảng cách, không ít rừng cây đều bị đè đề cho bằng. Thẳng đến võ phong lạc địa, trong kinh thành mới bạo phát chấn thiên tiếng hoang hô, dân chúng đều tại cao giọng nói tổ chi danh. Khương tử Ngọc sững sờ tại nguyên địa, hắn đột nhiên cảm thấy mình theo đuổi không có ý nghĩa. Hoàng đồ bá nghiệp, giang sơn thành tựu vĩ đại, như thế nào so sánh được như vậy thần tích? Tiên nhân Tiên nhân Trần lễ tại hạ nhân nâng đỡ chỉ vào võ phong phương hướng, toàn thân run rẩy nói, hắn rất kích động, hai mắt nổi lên. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc giải khai. Mấy chục năm, hắn một mực rất hiếu kỳ Khương Trường Sinh đến cùng là lai lịch gì, chỗ nào học được võ học, Khương Trường Sinh tự xưng là trong mộng học được, hắn không tin, luôn cảm thấy Khương Trường Sinh phía sau có người. Cùng nhau đi tới, hắn mắt thấy Khương Trường Sinh sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích, để vốn nên mệnh số đã hết đại cảnh trọng thương huy hoàng dù vậy hắn vẫn không biết khương trường sinh vì sao như vậy mạnh cho tới bây giờ hắn tin tưởng khương trường sinh chính là ở trên bầu trời tiên nhân hạ phàm trần lễ kích động gấp đột nhiên hai mắt trắng giả hôn mê bất tỉnh đem võ phong sau khi để xuống khương trường sinh thi triển tiên thiên hóa rừng chi thuật để võ phong dưới đáy sơn lâm sinh trưởng rừng cây rậm rạp rễ cây không xuống đất ngọn nguồn chỗ sâu dùng cái này vững chắc võ phong, để tránh đột nhiên đến một tràng địa chấn, đem võ phong chấn động đến đụng vào kinh thành. Thời gian một nén nhang sau, toàn bộ võ phong chân núi đều dài ra một vòng rừng cây rậm rạp, này thần tích để bách tính, đám võ giả tất cả đều quy công cho Khương Trường Sinh. Làm xong đây hết thảy, Khương Trường Sinh trở lại long khởi quan bên trong, truyền âm cho Hoang Xuyên, Vạn Lý, để bọn hắn ở trên núi sửa cầu, tại võ trên đỉnh tu kiến lầu cát, sân. Bạch Kỳ ngốc ngốc nhìn qua Khương Trường Sinh, không dám đáp lời. Hoa kiếm tâm cùng Khương Tiễn rơi vào sân trong, nhìn về phía Khương Trường Sinh ánh mắt đồng dạng chấn kinh. Khương Trường Sinh ngồi tĩnh tọa ở dưới cây cũng không lên tiếng, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Hắn muốn khôi phục linh lực. Chuyến này bàn sơn tiêu hao hắn hơn phân nửa linh lực, hắn chưa từng như này mệt nhọc qua, cho dù lúc trước đối mặt cửu triều đại quân, hai phe triều tông liên thủ, cũng không có này mệt qua kinh thành ồn ào tiếp tục thật lâu so tân xuân ăn tết còn muốn náo nhiệt đại lượng võ giả bách tính tuôn ra cửa thành tiến đến nhìn ngoài thành núi khi bọn hắn sờ đến bùn đất đi đến đường núi lúc mới dám tin tưởng là thật cái này là võ phong không sai chính là võ phong làm sao có thể võ phong khoảng cách kinh thành đâu chỉ cách xa ba ngàn dặm một lão giả hoảng sợ nói hắn lời nói khiến cái khác người xôn xao đây là võ phong Dương Chiêu Đế đứng tại trên mái hiên, trận mắt hốc mồm. Hắn đi qua võ phong, võ phong với hắn mà nói có thế quá quen. Chính là bởi vì quen thuộc, hắn mới kinh hãi nhất. Khương Tử Ngọc nghe nói việc này, lập tức điều động Bạch Y Vệ tiến về võ phong, nhìn nhìn võ phong phải chăng còn tại. Hắn để Bạch Y Vệ 800 dặm khẩn cấp đi xem. Nửa tháng sau, Khương Tử Ngọc nhận được tin tức, đúng là võ phong bạch y vệ còn điều tra qua ven đường các thành bách tính, bọn hắn đều mắt thấy đạo tổ bàn sơn, vì để tránh cho bách tính khủng hoảng, Khương Tử Ngọc không thể không chiêu cáo thiên hạ, thông tri việc này. Đạo tổ chuyển võ phong, ngày đi ba ngàn dặm. Thiên hạ chấn kinh, tin tức hướng về toàn bộ đại cảnh Giang Sơn truyền đi, không chỉ là 22 châu, còn bao gồm vừa thu phục cái khác vương triều chi địa. Tháng 5 Kinh thành ồn ào cuối cùng kết thúc, nhưng mỗi ngày vẫn có liên tục không ngừng người đến đây quan sát võ phong, võ phong đã trở thành đạo tổ vĩ lực triển hiện. Khương Trường Sinh mỗi ngày đều tại nhìn hương hỏa giá trị, núi rơi xuống ngày thứ hai, hắn hương hỏa giá trị bắt đầu tăng vọt. Trước mắt hương hỏa giá trị 910.983 ngắn ngủi 3 tháng, tháng qua trước đó mấy chục năm tích lũy. Mà lại tăng trưởng tốc độ vẫn rất nhanh, không có một tia giảm bớt khuynh hướng có thể cho hắn thắp hương người đều là cực hạn tín đồ, còn không tính kia chút kính sợ, sùng bái hắn người, dù sao phần lớn người sùng bái mỗi người chỉ là để ở trong lòng, hoặc là treo ở ngoài miệng, sẽ không bày ra hành động. Quả nhiên, tại tin tức này bế tắc thế giới, chỉ có chân chính triển hiện cường đại biểu hiện, mới có thể để cho thế nhân thắp hương sùng bái. Khương Trường Sinh đột nhiên sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Nếu là đem hắn biết được hoa hạ thần thoại từng cái thực hiện, hắn hương hỏa đáng giá nhiều cao. Khoa phụ trục nhật, hậu nghệ xạ nhật, nữ hoa bổ thiên, tinh vệ lấp biển, nộ bổ hoa sơn, dìm nước kinh thành. Phi, cái cuối cùng coi như xong. Khương trường sinh miên mang bất định. Đồng thời, hắn ý thức được đại cảnh giang sơn mở rộng đối với hắn cũng có chỗ tốt, đại cảnh con dân càng nhiều, hoàn quyền giúp hắn quảng cáo, hắn có thể thu được hương hỏa giá trị thì càng nhiều. Trong chấp nhoáng này, Khương Trường Sinh có loại muốn để Khương Tử Ngọc lập tức chinh chiến mãnh liệt xúc động. Bất quá hắn vẫn là chế trụ, dù sao hắn vừa đột phá, mỗi một lần đột phá khoảng cách thời gian tất nhiên càng ngày càng dài, khoảng cách lần tiếp theo đột phá nói ít cũng có hơn 10 năm, thậm chí khả năng trên trăm năm, không đáng bây giờ gấp. Tử tôn thống nhất thiên hạ, hắn thì không ngừng độ kiếp thành tiên thành thánh, siêu thoát toàn bộ. Chỉ là ngẫm lại, Khương Trường Sinh đều có chút kích động. Đúng lúc này, một đạo nhắc nhở xuất hiện. Càng vũ 20 năm, bị người tiêu ký trần lễ đầu thai thành công, Giáng sinh tại ngụy triều chi địa ở Khương Trường sinh sửng sốt, trần lễ đầu thai. Hắn lúc này mở mắt, truyền âm tại võ trên đỉnh hoa kiếm tâm, để nàng đi tìm hiểu một chút trần lễ sự tình. Trần lễ đều nhanh 90, xem như vui tan. Khương Trường sinh không có bi thương, dù sao hắn đã mới nhìn qua luân hồi, chỉ là sự tình có chút đột nhiên, hắn tóm lại muốn hiểu một chút. Thời gian một nén nhang sau, hoa kiếm tâm nhập viện, tại thần nhân hoang xuyên trợ giúp hạ, giữa hai ngọn núi đã xây dựng ba đầu cầu gỗ, hoa kiếm tâm trực tiếp vượt cầu mà tới. Trần lễ qua đời có ba tháng đi, ngay tại kia ngày ngươi bàn sơn thời điểm quá kích động liền không có nuốt xuống khẩu khí kia, ngươi không phải nói này đoạn thời gian không cần bất luận người nào quấy rầy ngươi sao, ta liền không có nói với ngươi, dù sao lấy ngươi bây giờ thân phận, cũng không tốt đi trần gia tang lễ hoa kiếm tâm đi vào khương trường sinh trước mặt nói khương trường sinh biểu tình cổ quái hoa kiếm tâm an ủi không cần suy nghĩ nhiều trước kia ngươi không phải cho hắn đưa qua thuốc người đều có đại nạn hắn sẽ không trách ngươi ta tin tưởng hắn nhìn thấy ngươi chuyển võ phong một khắc này trong lòng của hắn là tự hào có ngươi hảo hữu như vậy hắn đời này không tiếc hắn kiếp sau đoán chừng cũng khó khăn có như thế vinh hạnh đặc biệt võ phong sau khi hạ xuống Khương Trường Sinh ở chung quanh trong lòng người hình tượng tự thay đổi. Trở nên cao cao tại thượng, trở nên tràn ngập khoảng cách cảm giác. Đây là cực hạn sùng bái, kính sợ mang đến. Khương Trường Sinh thở dài một hơi, nói. Ta đã biết. Hai người lưu một hồi, hoa kiếm tâm liền đi tiếp Khương Tiễn. Khương Trường Sinh yên lặng điều tra hương hỏa giá trị, tiêu hao một vạn hương hỏa trị giá là trần lễ chúc phúc. Trừ ấy nấy, càng nhiều hơn chính là kỷ niệm. Cả đời này, có thể được xưng tụng hảo hữu người chỉ có trần lễ, cái khác người cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là thượng hạ cấp quan hệ. Hồi tưởng lần đầu gặp lúc, trần lễ hăng hái, bị người khi thương, hai người huyên náo không thoải mái, khi đó thế nào biết bọn hắn sẽ là cả đời hảo hữu. Đương nhiên, là đối với trần lễ mà nói một đời. Khương trường sinh không có cả đời, hắn chỉ có vĩnh sinh. Cố nhân đã qua đời, ta muốn càng nỗ lực tu luyện, đời sau hữu duyên tái kiến. Khương Trường Sinh tâm lý này nghĩ đến, tháng này, Vạn Lý đã bắt đầu an bài các đệ tử dọn đi võ phong, Long Khởi quan trở nên quạng cu ẻ, lại nghe nghe Trần Lễ tạ thế tin tức, hắn đột nhiên có chút phiền muộn. Bất quá này ti phiền muộn rất nhanh liền hóa thành động lực. Bạch Kỳ thấy Khương Trường Sinh nhắm mắt, đi theo thở dài một hơi. Nó sợ Khương Trường Sinh đưa nó cũng chạy tới võ phong đi, nó vẫn là thích đợi tại địa linh dưới cây, thoải mái, còn có thể càng tiếp cận Khương Trường Sinh. Khoảng cách tới gần, quan hệ liền sẽ không xa lánh, nó tựu có thế một mực ôm đuôi. Trời xanh phía dưới, bên cạnh thác nước một bên, 16 tuổi Khương la lên bờ, hắn toàn thân tiêu tán lấy nhiệt khí, đem trên người nước động sấy khô. Dù còn tuổi nhỏ, nhưng hắn thân thể đã rất cường tráng, cơ bắp rõ ràng, tràn ngập dương cương cùng lực lượng cảm giác tóc tai bù xù hắn cùng Khương Tú giống nhau như đúc, nhưng hắn mặt mày tràn ngập ngạo khí, khí chất cùng Khương Tú hoàn toàn bất đồng. Tứ Hải Hiện Thánh đi tới, đưa cho hắn một cái ấm nước, nói Đây là vi sư mới nhất ủ chế rượu trái cây, chính là trăm năm kình nguyên hoa cất chế mà thành, tôi thể về sau uống vào, có thể để ngươi gân cốt khôi phục được càng tốt hơn, tẩm bổ thể phách. Khương La tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, sau đó lau miệng, cười hỏi Sư phụ, bằng vào ta thực lực có thể xông đến mấy tầng thiên. Tứ Hải Hiền Thánh bất đắc dĩ nói. Ngươi còn tuổi nhỏ, làm gì sớm vượt quan, luyện thêm mấy năm đi, không cần thiết cùng tên kia đấu khí, nhân gia phụ thân bối phận so sư tổ ngươi còn cao. Hừ, ta tự không quen nhìn hắn khi phụ đồng môn, hắn tính là gì thiên tài, bất quá là tài nguyên ném ra tới thần nhân mà thôi, lại cho ta năm năm, nhất định có thể siêu việt hắn. Khương La khẽ nói, giữa mi tâm bớt lóe ra đạm đạm hồng quang, để hắn nhìn phản phất lớn con mắt thứ ba. Tứ hải hiền thánh cười khổ. Không quan tâm nhân gia là thế nào trưởng thành, có người làm chỗ dựa cũng là thực lực thể hiện, ai, sư phụ vô năng, để ngươi bị chọc tức. Khương la cao mày nói. Sư phụ, ngươi nói cái gì đó, nếu không phải ngươi dẫn ta đến hiển thánh động thiên, ta tư chất cho dù tốt, cũng bất quá là phàm gian vũ phu, há có thể tiến vào chân chính võ đạo cảm tạ du lần quan khen thưởng 3.000 kỳ đi an tiền, tử hồn đăng khen thưởng 300 kỳ đi an tiền thêm vào càng bắt đầu, tiến độ 1, 12. Nguyệt phiếu nhanh 5.000, xem ra rất nhanh mục tiêu liền muốn lại thêm một canh, tấu chương xong. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 Khí vận Hoàng Triều, thành lập đạo quan. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Vừa thành tiên thần, tử tôn cầu ta xuất sơn chương 90 Khí vận hoàng triều thành lập đạo quan tác giả Mặt ta cười phân loại Cái khác thời gian đổi mới 20-22 11.24-11.18 04, đúng rồi, ngươi có thể nghĩ về đại cảnh đi xem sao Tứ Hải Hiền Thánh nói sang chuyện khác hỏi Khương La để hắn rất vui mừng Nhưng hắn vẫn là sợ Khương La xảy ra chuyện hiển thánh động thiên nhìn như quy củ xâm nghiêm, có thể bảo hộ mỗi một vị đệ tử, nhưng đắc tội địa vị cao người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Khương La bình tĩnh nói. Không muốn, ta hiện tại chỉ muốn mạnh lên, về đại cảnh, nhất định có thật nhiều chuyện phiền toái, mà lại ta không quay về, ta vị kia sinh đôi đại ca thái tử vị mới ngồi an tâm. Tứ hải hiền thánh không có che giấu hắn thân thế, nhưng hắn cũng không có đối cảnh triều hoàng quyền sinh ra hứng thú, trước đây ít năm, Tứ Hải Hiền Thánh dẫn hắn đi phụ cận vương triều du lịch qua, hắn không thích thế giới bên ngoài, phàm nhân vì sinh kế mà dãy dùa, võ đạo yếu ớt. Nghe vậy, Tứ Hải Hiền Thánh tuy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đồng ý. Khương La đem ấm nước ném cho hắn, Dương lên tay, cùng hắn gặp thoáng qua, hắn đi hướng mình tiểu mộc ốc, chuẩn bị tiếp tục luyện công. Tứ Hải Hiền Thánh quay người nhìn về phía Khương La, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ sầu lo. Khương La tốt như vậy thắng ngày sau nhất định sẽ xông ra cái sọt hắn vị sư phụ này lại có thể bảo đảm hắn bao lâu hắn có thể cảm giác được mình đại nạn không có nhiều năm sống đầu hy vọng tại mình thọ hết chết già trước tận khả năng trợ giúp này tiểu tử mạnh lên đi tứ hải hiền thánh thở dài một hơi hắn đột nhiên nghĩ đến khương uyên hai người từng mới quen đã thân chờ hắn đến cửu tuyền phía dưới nhất định phải cùng khương uyên đắc ý nhìn lão phu cho ngươi giáo tốt tằng tôn tứ hải hiền thánh không khỏi vui lên trong lòng sầu lo phai nhạt không ít hắn chính là như vậy tính cách thoải mái gặp sao yên vậy hắn tin tưởng vững chắc mỗi người đều có mỗi người mệnh số đại cảnh an dưỡng sinh tức hoàng đế chiêu cáo trong vòng một năm dáng đầy đại cảnh các ngõ ngách rất nhiều người sợ hải thang nói tổ cường đại phụng làm thần minh nhưng cũng có nhiều người hơn cho rằng hoàng đế hồ đồ này trên đời làm sao có thể có người bàn sơn không quản như thế nào Khương Trường Sinh hương hỏa giá trị một mực tại tăng trưởng. Thoáng chớp mắt, hai năm qua đi. Càng Vũ 22 năm, Khương Trường Sinh 72 tuổi. Một năm này, 18 tuổi Thái tử Khương Tú bắt đầu giám quốc, chủ trưởng triều chính, mà Khương Tử Ngọc mỗi ngày ngâm mình ở Long Khởi Quan bên trong. Long Khởi Quan đệ tử đều đã di chuyển đến võ trên đỉnh, lớn như vậy Long Khởi Sơn chỉ có Khương Trường Sinh, Vong Trần, Hoa Kiếm Tâm, Khương Tiễn ở, Bạch Kỳ cùng Bạch Long phạm vi hoạt động biến lớn, nhất là Bạch Long, không cần lại ngày ngày đợi ở trên đỉnh núi, trước kia tổng lo lắng vô ý đã thương người, hoặc là phá hư trên núi hoa cỏ cây cối. Trong đình viện, Khương Trường Sinh, Khương Tử Ngọc đang xem đã năm tuổi Khương Tiễn tập võ, này tiểu tử quyền cước như gió, chiêu thức trôi chảy. Khương Tiễn học tập chính là hiển thánh động thiên thần công, chính là hàng phong tu luyện đại chu thiên thần công, nghe nói đại thừa long lâu chu thiên thần công chính là này công tàn thiên chính là bởi vì là tàn thiên mới luyện được dở dở ương ương đại chu thiên thần công trừ nội công tâm pháp được trong lúc chiến đấu còn có thể hấp thu địch nhân công lực cũng trong khoảng thời gian ngắn trở về rất có lấy đạo của người trả lại người ảo diệu đại chu thiên thần công dù không thể hút người công lực biến hóa để cho bản thân sử dụng nhưng bản thân thôi hóa chân khí tốc độ cực nhanh không cần hút người công lực mà lại tu luyện này công sẽ không tổn thất thân thể, còn có thể duyên thọ. Khương tử Ngọc đắc ý cười nói. Làm sao dạng, tiễn nhi có trẫm phong thái sao? Khương trường sinh nói. Sao ngươi có thế mạnh hơn nhiều? Khương tử Ngọc cười ha ha, cũng không tức giận, nhìn về phía Khương tiễn ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo. Khương trường sinh hỏi. Ngươi đâu, có tính toán gì? Khương tử Ngọc tại Long khởi quan chờ đợi hơn nửa năm, tháng này thậm chí không hồi cung, ngay tại Khương Trường Sinh Sơn trong đợi, Hoa Kiếm Tâm ngược lại là thật cao hứng, một nhà ba đời người ở cùng một chỗ, đây chính là cuộc sống hạnh phúc. Tính toán gì, trẫm đã vì đại cảnh đánh xuống đại đại Giang Sơn, cũng nên bỏ quyền, để Tú Nhi giám quốc, chờ ta già lại nhường ngôi cho hắn. Khương Tử Ngọc hoàn toàn thất vọng. Khương Trường Sinh biết được hắn nghĩ thầm cái gì, này tiểu tử cũng nghĩ tu tiên, nhưng đây là không thể nào, Khương Tử Ngọc lại không có sinh tồn hệ thống, hội thụ võ đạo thế giới quy tắc hạn chế, trừ phi Khương Trường Sinh cường đại đến đánh vỡ thế giới quy tắc. Khương Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Muốn hay không luyện một chút đại chu thiên thần công? Hoặc là đoạt thiên chân long công, chí ít so ta càng không thiên kinh mạnh, muốn tu hành tuyệt học của ta, nhất định phải đánh vỡ càng không thiên kinh tầng cao nhất, hoang xuyên đã bỏ đi, ngươi hẳn là cũng thử qua đi. Khương Tử Ngọc lắc đầu bật cười. Trẫm cũng không phải cố chấp người, kỳ thật trẫm minh bạch, trẫm tư chất đặt ở 30 năm trước đại cảnh được tính là thiên tài, nhưng ở bây giờ tính không được cái gì, trẫm không bằng bình an, hoang xuyên, đem hết toàn lực tập võ, thành tựu thần nhân, sau đó hơn nửa cuộc đời hoang phế, cần gì chứ? Đại chu thiên thần công không luyện, kia đoạt thiên chân long công càng không thể luyện, trẫm cũng không muốn học đại thừa long lâu, dựa vào trấn áp đại cảnh võ lâm khí vận, đổi lấy tự thân cường đại. Trẫm đánh nửa đời người cầm, hưởng thụ một chút làm sao vậy tuổi già đi theo ngài luyện một chút đan, xuống đánh cờ đấu đấu dế cũng rất tốt này giang sơn trừ ly khai ngài ly khai bất luận người nào đều có thể chuyển hắn nhún vai bưng lên một bàn củ lạc đi hướng khương tiễn chuẩn bị chỉ điểm nhi tử một phen khương trường sinh đột nhiên mềm lòng đúng vậy a à. hắn đánh nửa đời người cầm cũng nên dừng bước lại khương trường sinh dù nghĩ khuếch trương đại cảnh hướng giang sơn để cho mình thu được càng nhiều hương hỏa giá trị, nhưng hắn cũng không muốn để cho nhi tử mệt nhọc cả đời. Mà thôi. Đã nhi tử mệt mỏi, vậy liền đem hy vọng đặt ở tôn tử lên. Này Giang Sơn, luôn có người trong mà thèm. Đại đa số tân hoàng đều muốn siêu việc tiền bối. Bất quá Khương Tú năm nay vừa mới thành thân, Tặng tôn tử đoán chừng còn phải chờ mấy năm. Khương Trường Sinh cười cười, sau đó nhắm mắt tu luyện. Một canh giờ sau, Võ Phong truyền đến chân khí Dũng Động Thanh Âm, Khương Trường Sinh mở mắt ra nhìn lại, nhìn thấy có người tại cùng Hoang Xuyên luận bàn, đúng là hắn trước đó bàn sơn lúc gặp phải nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng cũng không phải là thần nhân, nhưng Hoang Xuyên cũng không có ngữ không khi phụ người, hai người trên mặt đất giao chiến. Nam tử áo trắng kiếm pháp siêu tuyệt, lại để Hoang Xuyên trong thời gian ngắn không thể bắt lấy hắn. Rất nhiều đệ tử vây xem, để Hoang Xuyên càng thêm hưng phấn rốt cục có cơ hội triển hiện mình thần nhân công lực. Hắn cố ý không đánh bại nam tử áo trắng, giả vờ như có đến có về, chính là suy nghĩ nhiều hiển hiển uy phong. Khương Trường Sinh lắc đầu, thầm nghĩ: "Sú tiểu tử, ngươi này trang bức bản lĩnh quá yếu, ngươi nên để hắn triển hiện mình cường đại, cường thế đến đâu trấn áp mà không có đến có về, này dạng sẽ chỉ tôn lên đối phương càng mạnh." Đại khái quá khứ thời gian một nén nhang, hoang xuyên đánh bại nam tử áo trắng nam tử áo trắng nửa quỳ ở trước sơn môn mặt mũi tràn đầy không cam tâm hắn không nghĩ đến long khởi quan trên trừ đạo tổ còn có thần nhân khinh thường đại cảnh võ lâm hoan xuyên đứng tại sơn môn trên nhìn xuống hắn nói ngươi đi đi sư phụ ta không thu đồ đệ nam tử áo trắng cắn răng nói vậy ta liền quỳ thẳng ở đây thẳng đến đạo tổ đồng ý hoan xuyên trợn trắng mắt nói vậy liền quỳ chỉ cần ngươi dám nhắc tới trước bước vào sơn môn, ta tự giết ngươi. Nam tử áo trắng lúc này quay người, leo đến bên cạnh bên bờ vực, quỳ lạy long khởi sơn. Hắn nhường đường sau, hương khách nhóm lần lượt lên núi, mỗi người đều sẽ hướng hắn ném đi dị dạng ánh mắt, nhưng hắn nếu như không nghe thấy, vẫn như cũ quỳ. Khương trường sinh âm thầm hiếu kỳ, vì kia áo vàng nữ tử đâu, làm sao không có cùng nam tử áo trắng cùng đi, hẳn là xảy ra chuyện rồi hắn không có suy nghĩ nhiều, hắn xác thực không muốn thu đồ, Long khởi quan đã làm lớn, đại cảnh hoàng thất lại ổn định, hắn chuyên tâm tu đạo là được. Thoáng chớp mắt. Mười ngày quá khứ. Nam tử áo trắng còn quỳ, không ăn không uống, hắn đã không người, lúc nào cũng có thể mới ngã xuống. hoan xuyên nhìn không được, không thể không tiến đến bái phỏng Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh nghĩ nghĩ, để Hoang xuyên trước chiếu cố người này một phen, đợi hắn thân thể khôi phục lại tới kẻ này còn rất có nghị lực khương trường sinh sinh ra một cái ý nghĩ khương tử ngọc vui vẻ nói nếu là sợ phiền phức trẫm trực tiếp để bạch y vệ đem hắn bắt bỏ vào trong thiên lao để hắn quỳ cả một đời khương trường sinh lắc đầu không có nói tiếp ngày hôm sau tới gần giữa trưa nam tử áo trắng tại hoang xuyên dẫn đầu xuống đi tới hắn đặt địa rửa mặt qua cả người khôi phục nhẹ nhàng quân tử hình tượng không còn chật vật. Nhìn thấy Khương Trường Sinh, nam tử áo trắng khắc chế không được kích động, quỳ lạy Khương Trường Sinh. Tiền bối, không, lão thần tiên, ngài nhất định phải thu ta làm đồ đệ, ta cam nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa. Nam tử áo trắng cái trán gõ, cố nén kích động, trầm giọng nói. Khương Trường Sinh hỏi. Ngươi đến từ phương nào, vì sao nhất định phải bái ta? Nam tử áo trắng hồi đáp vãn bối tên là Đủ Duyên, đến tự Đại Đủ, Đại Tề Vương hướng tại 8 năm trước vừa tấn thăng làm khí vận Hoàng Triều, ta vì Hoàng Tử, Phụ Hoàng hy vọng chúng ta Hoàng Tử đều có thể thay hắn chinh chiến bát phương, ta chán ghét chiến tranh, liền dẫn tiểu muội ly khai Đại Tề, một đường đi vào khoảng cách Đại Tề xa nhất Đại Cảnh, chúng ta huynh muội vốn là muốn khai tông lập phái, lấy võ đạo phát dương không chiến chi phong, nhưng kiên ngày một rõ biết đến tiền bối vĩ lực, ta mới tìm tới mục tiêu chỉ có thu được ngài như thế vĩ lực, tài năng trấn áp thiên hạ, để khắp thiên hạ các vương triều không còn chinh chiến, thiên hạ Thái Bình mới hàng lâm. Đại Tề Khương Trường Sinh chưa nghe nói qua, nhưng không nghĩ đến đông đủ duyên đúng là dạng này người. Khương Tử Ngọc hiếp mắt, mở miệng hỏi. Khí vận hoàng triều, đại tề cùng đại cảnh so sánh, ai mạnh, ai cương thổ đại. Đủ duyên ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Tử Ngọc, nói tất nhiên là đại tề càng mạnh, đại tề lập triều 300 năm, chinh chiến 300 năm, cương thổ chính là bây giờ đại cảnh gấp 5 lần có thừa, đại tề chiếm đoạt quá nhiều vương triều, lại thêm có ở vào ba phía trên triêu tông chi một vân hại khói núi ủng hộ, võ đạo thực lực cũng mạnh hơn đại cảnh. Khương tử Ngọc nhíu mày. Đủ duyên quay đầu nhìn về phía Khương Trường Sinh, nói. Xin tiền bối thu ta làm đồ đệ, ta như tập được cái thế vũ lực, cũng sẽ không nguy hại đại cảnh, ta tập võ mục đích là hy vọng thúc đẩy thiên hạ thái bình khương trường sinh bình tĩnh nói như vậy đi ngươi tiến về đại cảnh các quận vì ta tu kiến đạo quan lập tượng nói cho chung quanh bách tính thờ phụng ta vì ta thắp hương hội thu được đạo tổ chúc phúc đối đãi ngươi tu kiến xong ta liền thu ngươi làm đồ có bạch y vệ tại đại cảnh các ngõ ngách đều có thể điều tra đến ngươi như nghĩ gian lận ta sẽ không thu ngươi đủ duyên há to mồm bây giờ đại cảnh quận huyện vượt qua 100 số lượng, hắn phải đi kiến bao lâu? Chờ chút. Hắn có thể mượn nhờ đạo tổ chi danh, phát dương mình chủ trương tư tưởng, liền đạo tổ đều chủ trương hòa bình, đây chẳng phải là càng dễ dàng phổ biến, làm cho người tin phục. Đủ duyên lập tức đáp ứng, nói. Tốt, ta hiện tại liền đi. Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi, bộ pháp rất nhanh, ly khai sân sau, hắn trực tiếp thi triển khinh công rời đi như vậy sảng khoái. Thật đúng là cái lăng đầu thanh. Khương Trường Sinh trong lòng cảm khái, bất quá nói đi thì nói lại, có đôi khi lăng đầu thanh cũng có thể thành đại sự. Lúc này, Khương Tử Ngọc cũng đứng dậy, hướng phía bên ngoài đình viện đi đến. Khương Trường Sinh hỏi. Ngươi đi đâu đây? Khương Tử Ngọc khoát tay, cũng không quay đầu lại, chỉ để lại một câu. Chinh chiến thiên hạ, để đại cảnh siêu việt đại tề cảm tạ hoa tôn tôn khen thưởng 8.888 kỳ an tiền, du lần Quang khen thưởng 1.500 kỳ an tiền, sinh hoạt 1.985 khen thưởng 1.500 kỳ an tiền, dr phương thiếu khen thưởng 1.500 kỳ an tiền, thư hữu 201-803-04-1243-996 khen thưởng 1.500 kỳ an tiền chờ một chút tăng thêm mục tiêu độ hoàn thành 2. 12. Hôm nay 4 canh A, hơn 1 vạn 2.000 chữ không có khả năng mỗi ngày 10 chương, ta làm không được a à quy a à quy, vạn chữ cũng không ít a, à, ngày mai tiếp tục thêm vào càng, tấu chương xong. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.